Thầy Thầy Nguyễn Công Nguyễn Chính Công chào Chính tất cả chào các tất cả bạn, các các bạn bạn lớp lớp 11 11 yêu yêu quý. quý. Cảm thân Cảm mến, thân hôm mến nay là là buổi buổi tối tư thứ tư, tư. thầy Hôm trò nay thầy chúng trò ta sẽ tiếp tục học chương trình toán toán lớp lớp 11. 11. Hôm Và nay thì thì chúng chúng ta ta sẽ sẽ đến đến với với phần phần học học hình. hình. Trong tiết học trước trước thì thì cách đây như như mấy mấy tuần tuần rồi rồi thầy trò chúng thầy trò ta chúng ta đã đã học học xong xong phương phần trình dạng cơ dạng cơ bản. bản. Nói chung thì thì phần đại số số thì thì cũng không cũng có gì gì gọi gọi là là sợ sợ lắm, lắm, tại vì thầy cũng cũng có có rất rất nhiều nhiều các cái các bài cái bài giảng về giảng phần về phần lượng lượng giác rồi. Nói chung chung ý là gì thì gì gì thì thì chứ gì chứ cái cái phần phần lượng lượng giác giác mà mà em em mà mà để để ý ý cẩn cẩn thận thận theo theo thầy thầy thì thì nói nói chung chung là là bét 90 bét ngay. 90 ngay. Có thể nói là Cái cái phần phần hình hình này này thì thì nhiều bạn đang cũng cũng hơi hơi sợ. sợ. Thấy Thấy mở cái cái bài bài đầu đầu tiên tiên ra ra thôi thôi ghi ghi các các biến biến hình, hình, mặt mặt chữ mắt mắt chữ chữ mắt y chữ một y chữ một o sợ sợ quả quả mở mở ra ra cái cái xong. xong. Ú oà thầy ơi. Bài biến biến hình hình là là gì gì không không hiểu, hiểu, xong xong em em chuẩn chuẩn bị bị em em cũng cũng biến biến luôn luôn thầy thầy ạ. ạ. Thực ra thì cũng cũng phải phải công công nhận nhận một một điều điều là là kiến kiến thức thức lớp lớp 11 11 của của các các em em cũng cũng có nhiều nhiều cái cái thứ thứ là là mới. mới. Đầu Đầu năm năm bao bao giờ giờ nó nó cũng cũng mới mới và và khó. khó. Cũng Cũng hơi hơi mới mới và và khó khó thật, thật, công công nhận nhận công nhận. Đó, Đó, mà lại trong cũng trong trong các các lớp lớp thì thì có có thể thể nói nói là là cũng cũng nặng nặng phết phết đấy, đấy, nặng nặng đô đô phết phết đấy, đấy, không không kém kém phần phần long long trọng trọng đâu. đâu. Thế nên là cái bước chuyển mình lớp 11 này mà bây giờ chúng ta thầy mới biết mấy hôm nay thầy tuần trước ấy, thầy chưa dạy được, vừa có cái hôm mà đợt hôm thì dính vào cái đợt Covid, lúc thì lại dính vào mùng 2 tháng 9, thế nên là một số lần là phải tạm hoãn, cũng rất muốn dạy nhưng mà thôi để cho các em nghỉ ngơi thoải mái cho nó vui, không sao cả, nghỉ ngơi thoải mái. Thì không dạy được mới thấy là các em rất là sốt ruột nhá. Thầy mới thấy nhiều bạn rất là lo lắng và thưa thầy em sợ quá, khó thế này làm sao mà theo được thầy ạ. Mà thế này mà không học trước đi ra lớp thế này có gọi là vịt nghe sấm, hệ chó xem tát ao chết, chết chết chết. Thì chó xem tát ao này chết, được chưa? Đó, thế nên là bằng mọi giá thầy lại phải cố gắng, thầy phải vẫn phải tiếp tục cố gắng để dạy. Đó, mặc dù là rất là bận nhiều việc đấy. Đó, nhưng mà vẫn sẽ cố gắng, đặc biệt là rất là quý các bạn lớp 11, thế nên rất là thương các bạn. Đó, biết là các bạn rất là khó khăn mà cái phần này thì cũng không nhiều người giúp đỡ được đâu. Đó, nên sẽ hôm nay cố gắng học hình em nhé. Nói chung ý, cái chương đầu tiên về các phép biến hình thì sách giáo khoa thì nói chung là cũng nhiều bài nhưng mà cái chương đầu tiên nó vẫn thuộc loại hình học phẳng. Nó chưa phải là hình học không gian. Chính vì thế thì nó vẫn còn làm được. Nó không khó mà lại còn giảm tải nữa cơ. Chúng ta sẽ học các phép gì? Phép tịnh tiến là một. Đối xứng trục, đối xứng tâm. Phép quay, phép vị tự và phép đồng dạng. Rất là vui vẻ là theo chương trình thì phép đối xứng trục, đối xứng tâm bỏ bỏ. Cái gì bỏ thì thôi không phải học, đỡ đau đầu. Thực ra thì cũng không khó lắm nhưng mà thôi giảm tải thì thôi, theo công văn thì mình cứ bỏ thôi. Thế thì mình sẽ chỉ còn có phép tịnh tiến, phép quay và phép vị tự. Ba phép này kết hợp nó lại trở thành phép đồng dạng. Bởi thế cái bài phép đồng dạng thực ra không phải là bài mới mà chỉ là sự tổng hợp của các phép mà thôi. Như vậy hôm nay chúng ta sẽ ôn hai phép đầu tiên đó là phép tịnh tiến và phép quay. Phép tịnh tiến thì nghe có vẻ đơn giản. Thầy cũng đã có một số bài giảng ở trên mạng về phần tịnh tiến rồi, các em xem có thể hiểu được. Hôm nay chúng ta ôn chủ yếu là nhắc qua lại kiến thức tịnh tiến và quan trọng nhất là về kiến thức phép quay. Phép quay và phép vị tự khó hơn. Có nhiều biểu thức tính toán mà sách giáo khoa không hề đưa ra. Thế mà tại sao lại vẫn làm được bài nhỉ? Giỏi thật. Thế nó mới hay. Thế hôm nay các em sẽ học hỏi được thêm nhiều điều ở trong bài này của thầy đây. Thế chúng ta chuẩn bị sẵn chia sẻ bài giảng về nào. Nhìn đây. Chúng ta sẽ chia sẻ bài giảng về để học nhé. Được chưa? Cố gắng chia sẻ bài giảng về nhé. Nghe có rõ không? Thầy ơi, vang quá thầy ơi. Sao lại vang như thế nào nhỉ? Vang à? Hôm nay giọng mình vang hay là mic vang? Hết vang chưa? Chắc là thầy nghe lại đã. Nghe có vẻ hơi hơi vang vang một tí. Để bộ phận chỉnh âm chỉnh hộ với. Hết rồi ạ. À? Rồi ok. Hết vang rồi. Ok. Hết vang rồi. Hết vang rồi. Hết vang rồi. Yên tâm. Hết vang rồi. Rồi. Nội dung của những bài này quan trọng nên thầy xin mời các em là chúng ta sẽ chia sẻ lưu bài giảng về, tác bạn bè vào giúp cho thầy để cho các bạn cùng học nhé. Xin nhắc lại những cái chương đầu tiên học về các phép biến hình thì nó không quá khó, đây là hình học phẳng thôi. Đến khi nào mà đến cái học không gian thì nó mới sợ. Cái phần ý lúc ý thì nó mới nguy hiểm, đến lúc ý tính sau. Còn cái bài này thì chỉ học có ba phép chính thôi, đấy cứ thế mà nhớ mà học. Thì chỉ cần thầy chỉ cần 2 buổi thôi, thế là đủ là xong, không cần học nhiều. Học nhiều đau đầu. Đó, rồi.
Hôm nay bài quan trọng chúng ta chia sẻ về, và thôi hôm nay chúng ta sẽ cái tiết mục mà hát hò các thứ giải trí tính sau nhé. Đó, tuần trước thực ra thầy vừa hát rồi đấy, thì chúng ta xem lại đi. Tí nữa mà giữa giờ giải lao hoặc là cuối giờ, nếu thầy mà còn hơi thở, còn hơi, còn sức, thầy sẽ hát. Hôm nay thầy sẽ dành toàn bộ tâm huyết trước để giảng cho nó chắc chưa? Rồi. Hôm nay mình có thấy có cái gì mới không? Đó. Hôm nay mình có thấy có cái gì mới không? Đó. Có thấy cái gì mới không? Có nhận thấy điều gì không? Một số bạn đang bảo thầy ơi, có cái gì mới thầy ạ? Tất nhiên là phải được rồi. Rồi. Từ lúc tôi mặc cái áo mới này, rồi ôi, chả có con lợn nào chạy qua cả. Rồi. Rồi, chúng ta chia sẻ xong chưa? Rồi, áo mới chứ còn cái gì nữa. Hát hò tính sau nhá. Rồi, ok, học luôn. Các em thân mến, chúng ta chuẩn bị tinh thần. Hít sâu, thở ra. Thở ra, hít sâu. Hít thở sâu vào. Hít thở sâu vào. Đừng thở ra vội nhá. Một lúc sau thở ra. Để chuẩn bị tinh thần làm gì biết không? Tôi bắt đầu vào tiết mục kiểm tra bài cũ. Được chưa? Ở đây mọi người học xong phép tịnh tiến chưa nhỉ? Cái tiết đầu tiên về hình học xong rồi đúng không? Phép tịnh tiến học xong chưa? Nghe thầy hỏi trả lời nhá. Alo, thầy hỏi 1, 2, 3, 4 nghe rõ không trả lời. Tập trung tất cả mọi người đang xem trả lời nhá. Cái bài đầu tiên phép tịnh tiến học xong chưa? Tất cả học xong rồi đúng không? Có ai học? Thế tất cả đã học bài ở nhà chưa? Tất cả học bài ở nhà chưa? Ai học bài ở nhà rồi giơ tay? Ai học bài ở nhà rồi giơ tay. Được chưa? Tôi bắt đầu kiểm tra bài cũ. Được chưa? Tôi bắt đầu kiểm tra bài cũ phần phép tịnh tiến. Đầu tiên tôi gọi xung phong. Ai trả lời được tôi cho điểm vào sổ. Ai xung phong mà nhỡ điểm mà không cao thì tôi cho phép không lấy. Còn nếu như mà lỡ mà để tôi dò gọi theo sổ thì bao nhiêu điểm cũng phải lấy đấy nhá. Được chưa? Tôi bắt đầu tôi gọi sổ đây. À đâu đây, nhầm, tôi gọi giơ tay trước đây. Được chưa? Rồi, những ai giơ tay thì giơ tay luôn. Được chưa? Em giơ tay, bạn nào thuộc rồi, khi em thuộc rồi giơ tay nhá. Được chưa? Những câu hỏi đầu tiên dành cho những người nào mà xung phong giơ tay trước, xong tí nữa tôi sẽ kiểm tra cả lớp. Câu hỏi đầu tiên. Úi dồi. Nào, câu đầu tiên suy nghĩ. Đừng có ai nói là chưa học bài ở nhà nhá. Ai chưa học bài ở nhà tự giác đứng dậy đi, đi ra đi. Được chưa? Chúng ta bắt đầu trả lời bằng cách comment đáp án ở dưới cho thầy nhá. Ghi rõ là một gì, hai gì, ba gì, nghe rõ chưa? Ghi rõ là một gì, hai gì, ba gì. Xong thầy sẽ công bố đọc điểm luôn, ai trả lời đúng thì điểm tốt, mà ai trả lời mà sai thì điểm kém. Thế thôi, được chưa? Sổ điểm ở đây này, được chưa? Sổ điểm ở đây này. Xong tôi cho điểm vào sổ. Nào, ai học rồi thì giơ tay nhá, xong trả lời. Chúng ta câu 1 ta chọn đáp án nào? Giả sử tịnh tiến theo một vector V biến điểm M thành điểm M phẩy, hãy chọn mệnh đề sai. Vector M, M phẩy bằng vector V. Tịnh tiến theo vector trừ V biến M phẩy thành M. Vector M, M phẩy cùng phương, cùng hướng với vector V. Hay là vector M phẩy M bằng vector V. Nào, ta chọn câu nào đáp án sai nào. Nào. Rồi, những bạn nào bắt đầu xung phong giơ tay trả lời, thầy bắt đầu thầy đọc điểm nhá. Những người nào xung phong trả lời giơ tay đọc điểm luôn này. Bạn nào trả lời đúng kể cả 10 điểm em không lấy cũng không sao. Được chưa? Không sao cả. Rồi. Mọi người bắt đầu nghe thầy đọc điểm nhé. Câu 1 cứ trả lời đi. Mệnh đề nào sai nhỉ? Nào, bắt đầu đọc điểm nhé. (Cười)
Nguyễn gì đây, rồi tên gì mà là viết còn viết tắt thế này, có mỗi cái tên thôi mà viết không xong, trong khi giờ kiểm tra mà viết cái tên cũng không được. Cái này tức là thiếu tôn trọng thầy cô giáo, được chưa? Viết thì còn viết tắt cái tên kiểu gì thế này. Đây, Nguyễn Ca Tâm, em chọn D thầy ơi, tên viết tắt. 10 điểm trừ 1 còn 9. Mỹ Duyên 10, Sơn 10, Vi Diệp 10, Nhi 10, Du 10, Sơn 10, Quỳnh 10. Nhìn bài nhau hay sao ấy nhỉ? Tâm 10, Tuyết 10, Mercury, ở có cả người nước ngoài ở đây học à? Mercury 10, Thủy 10, Vũ 10, được chưa? Rồi, Hường 10, tốt, được chưa? Ok. HI là đứa nào? HI 9, được chưa? Mi 10, được chưa? Hết chưa nhỉ? Ngân 10, Huyền 10, Việt Anh 10, Kim Anh 10. Lớp này học bài có vẻ tốt đấy, được đấy. Minh Thư 10, Bảo Nhi 10. Lớp này như mưa điểm 10 hay sao? Xuân Nhi 10, Gia Hân 10, Thúy Hiền 10, Phương Anh 10, Cúc 10. Được chưa? Hết chưa nhỉ? Rồi, ghi điểm nhá. Hoài 10, lớp trưởng ghi điểm cho các bạn vào sổ nhá. Được chưa? Duyên 10, Cang 10, Thu 10. Hết rồi, rồi, hết người rồi. Đức Thắng 10, Việt Anh 10. Rồi, đây là những người học bài rồi đúng không? Hoan 10, Liên 10, Khánh 10, Hoa 10, Vi 10. Xong, Trương 10. Hết rồi, thôi, không hết nữa rồi. Thôi, xong, hết rồi, ok. Như vậy là câu này rất nhiều người trả lời đúng. Tốt. Ừ, được đấy. Câu đầu tiên. Ok. Rõ ràng phép định nghĩa về phép tịnh tiến thì các phép biến hình nói chung ấy, thì nó sẽ dùng một cái công cụ nào đó, trong trường hợp này nó dùng cái công cụ vector, nó sẽ biến được điểm M thành điểm M phẩy, trong đó điểm M là tạo ảnh, còn điểm M phẩy gọi là ảnh. Thế thì khi mà tịnh tiến thì bản chất chỉ là sự dịch chuyển song song. Có một cái vector V chỉ đường cho mình ở đây, mình đang đứng, thầy là điểm M, thầy chỉ cần dịch chuyển theo kiểu này. Đó, thầy dịch chuyển theo đúng vector V. Thầy dịch chuyển một đoạn đúng bằng độ dài vector V. Khi đó thầy lại tạo ra một cái hình bình hành, đó là vector M M phẩy bằng vector V mà thôi. Rất là đơn giản. Đúng định nghĩa nó là như thế. Có một vector V đã cho, có một điểm M ban đầu đã cho. Tịnh tiến theo vector V, chúng ta nối chấm chấm đi vào, ta vẽ một cái là xong thôi, gì đâu, đúng không? Chúng ta sẽ tịnh tiến điểm M thành điểm M phẩy. Như vậy qua phép tịnh tiến thì điểm M phẩy nó đến một cái vị trí mới thôi. Người ta gọi là các phép rời hình ấy. Phép rời hình đấy. Vector M M phẩy bằng vector V có gì đâu. À đúng rồi. Và nó tạo thành một cái hình bình hành, nhưng mà đọc, nhưng mà phải đọc đúng chiều nhé. Thì cái vector sai chính là cái câu này này. Đó là M phẩy M là điên rồi. Thế thôi. Thế nên là câu A là câu đúng, thì chỉ có câu D là câu sai. M M phẩy cùng phương cùng chiều với V quá đúng rồi. Nếu biến từ M thành M phẩy là vector V thì biến ngược chiều lại, M phẩy biến thành M này là vector trừ V, đúng rồi. Đúng không? Đúng rồi. Nên đáp án của chúng ta chỉ có thể là đáp án D đi. D là quá chuẩn. Đấy, ai trả lời đáp án D thì một lần nữa tôi chúc mừng. Được chưa? Đó, câu này phải đọc đề cho kỹ nhá. Rồi, thế bây giờ lại những người học bài tiếp theo để tiếp tục trả lời này. Cố gắng mà trả lời đi. Đây là thầy đã ôn lại phép tịnh tiến thôi đấy. Còn bạn nào muốn xem lại bài giảng tịnh tiến thì chúng ta tự tìm lại cho thầy. Đấy chưa? Ừ, đây là định nghĩa về phép tịnh tiến rất đơn giản. Câu số 2. Cho một cái hình bình hành. Thầy vẽ hộ cho luôn ABCD. Bây giờ hãy cho thầy biết phép tịnh tiến theo vector DA biến cái gì thành cái gì? Nào bắt đầu trả lời. Tôi bắt đầu đọc điểm. Chú ý nhá, bài này chọn mệnh đề đúng nhá. Bắt đầu đọc điểm. Bình tĩnh nhá, hôm nay trả lời sai hết đấy. Đấy, vừa áp dụng định nghĩa, bây giờ làm luôn câu này đi. Nào đáp án nào nào. Nhanh lên nhá, tập trả lời đi, đang trong tiết mục kiểm tra bài cũ. Tất cả trật tự, lớp không phải trợ vỡ nhá, được chưa? Trật tự. Câu 2, ta chọn đáp án gì? Tôi bắt đầu đọc điểm luôn.
Ai trả lời trước được 10, ai trả lời sau là 9 thôi. Thúy 10. Phan Thắng 10, Thảo 10. Alice Anh 10. Ừ, lớp này học giỏi quá nhỉ. Mưa điểm 10 hết này. Bảo Minh 10, Du 10. Bạn nào mà thấy mà tí nữa mà mình được chục điểm 10 á thì có nghĩa là mình thành công rồi đấy, được chưa? Tức là giỏi đấy, tôi sẽ ghi điểm. Tôi sẽ vinh danh trước các bạn. Phú Vinh 10. Thùy 10. Diệp 10. Thu Uyên. Thu Uyên học bài chưa? Đây là thầy đang gọi những người giơ tay nhá, những người khác không giơ tay không trả lời vội nhá, được chưa? Thu Uyên học bài chưa? Xem lại đi, nhìn này xem lại nhá. Chưa đúng đâu. Thu Uyên cẩn thận nó lại lộn nhá. Hình như ăn vừa ăn trứng vịt lộn đúng không? Ừ, nhìn nó biết rồi. Được chưa? Thanh Huyền 10. Page này lập ra để comment dạo, viết cái tên cũng không xong. Được chưa? Bạn này 9. Tuyết 10, Thanh Huyền 10, Cúc 10, Minh Thư 10. Hết chưa nhỉ? Thúy Kiều cũng học à? Thúy Kiều 10. Hương Lam 10. Nhi 10, Thảo 10. Còn ai nữa không? Phương Thanh 10. Tốt. Diệu Linh 10. Được chưa? Đấy, em thấy không? Vừa đọc câu hỏi cái mà các bạn trả lời rất là nhanh. Minh 10, Ngọc Nguyên 10. Rồi các bạn đằng sau nếu trả lời là 9 thì nhé. Được nhá, rồi. Nhiều mưa điểm 10 nhỉ? Sợ không? Năm nay mưa điểm 10. Rồi, sợ không? Sợ quá. Nào, sau khi mà đã trả lời tất cả các bạn xong rồi thì chúng ta bắt đầu trả lời. Đúng thế thật. Bài này tịnh tiến theo vector DA. Vector DA. Biến điểm gì thành điểm gì? À đúng rồi, bài này chỉ có biến điểm C thành điểm B thôi. Vì chỉ có vector CB là bằng vector DA thôi. Nhiều bạn hay đọc sai lắm. Nhiều bạn cứ đọc theo trình tự ABCD, thế là đọc AD, đọc sang BC, thế là lộn sang đáp án này. Nó phải cùng phương cùng chiều nữa nhé. Đó, cùng phương cùng chiều mới là đúng đấy. Được chưa? Những người đằng sau thì chưa được 10 thì tí nữa câu sau 10 nhá. Yên tâm. Rồi, chê, không ai thắc mắc, chê. Đấy, nó hình bình hành sẵn rồi. Đấy, nó chỉ là sự tịnh tiến thôi, tịnh tiến. Được chưa? Tịnh tiến từ điểm này biến thành điểm này thôi, dễ mà. Cái gì? Tịnh tiến nó là một cái sự nó là dịch chuyển song song nhưng mà theo một vector thôi. Dễ, không có gì khó. Đúng không? Ừ. Câu hỏi số 3, nào bây giờ nhanh tay. Chúng ta bắt đầu sang một số câu hỏi tính toán nhé. Chúng ta dùng một số biểu thức tọa độ tính toán. Trong mặt bắt đầu trả lời đi, thầy đọc đề này. Trong mặt phẳng OXY cho vector V trừ 1, 2, điểm M có tọa độ 2, 1. Hỏi cái điểm ảnh, tức là M phẩy, tức là cái ảnh M phẩy của điểm M qua việc thực hiện tịnh tiến theo vector V thì M phẩy có tọa độ bao nhiêu? Úi, cái câu này là cái câu cơ bản này. Câu này là phải làm được này, chứ muốn nói là câu gì. Mình cứ đi lần lượt từ các câu dễ, câu khó. Bây giờ tôi sẽ không đọc những cái người nào mà trả lời comment đầu tiên nữa. Không đọc những cái bạn nào xung phong giơ tay nữa. Bây giờ là mình sẽ kiểm tra cả lớp. Bắt đầu từ những câu này trở đi, những câu quan trọng rồi, mình sẽ kiểm tra cả lớp. Nên những câu này ai cũng phải nhận điểm cả. Được chưa? Ai mà kể cả có điểm kém, thông cảm nhá, thầy cũng sẽ đọc to luôn cho cả những bạn xung quanh biết đấy, được chưa? Thế nên bạn nào chắc chắn câu hỏi hãy trả lời nhá. Đừng trả lời bừa nhá. Trả lời bừa là nhỡ đọc điểm lên là thôi kệ đấy nhá. Nhớ đấy, bắt đầu tôi đọc luôn thế này, được chưa? Bây giờ kiểm tra cả lớp. Nào, câu 3, ta chọn đáp án nào. Bắt đầu. Rồi, yên tâm, tí nữa lớp trưởng sẽ ghi lại điểm cho các em. Nào, bắt đầu đọc điểm cả lớp. Cả lớp làm đi. Tất cả học bài ở nhà rồi đúng không? Câu này là phải làm được đúng không? Ở đấy, giờ đọc điểm luôn này. Đó. Bắt đầu đọc điểm. Ai trả lời đúng mà lại còn trả lời sớm trước thì được 10. Cứ càng về sau thì nó giảm dần. Trả lời sai ta sẽ phải nhận điểm dưới trung bình. Thế thôi, được chưa? Phạm Thị Tuyết. Tuyết 10. Nguyễn Trang 10. Trần Thảo 10. Thanh Hà 10. Uyên Du 10. Có nhiều cái tên giống nhau như lúc lẽ đọc ấy nhỉ? Nhiều bạn trả lời giỏi thế nhỉ? Có những người trả lời phải đúng 3 điểm 10 rồi đấy. Chứ chả mấy mà thủ khoa. Cái này chả mấy thủ khoa nơi nhỉ? Thảo 10, Thanh Hà 10.
comment dạo 10. Ôi rồi, sao lại có cả comment dạo mà cũng vào đây học à? Học dạo à? Này nhá, cẩn thận nhá, có học chùa mới học dạo nó cũng vào đây à? Hay nhỉ? Comment dạo cũng vào đây học à? Hay nhỉ? Ôi rồi ôi, hay vui đấy. Thủy 10, Hương 10, Anh Thư 10, Vũ Minh 10, Alice Anh 10, Diệp 10, Khánh Linh 10. Lớp này hôm nay học giỏi nhỉ? Đúng là lớp 11 năm nay tiến bộ hẳn so với năm trước làm gì 10 điểm mới này đâu, năm trước toàn 1. Sợ lắm, đúng chưa? Ngộ Viên, Viên 10, Hường 10, Thanh Huyền. Mỗi người trả lời một lần thôi nhé, đừng trả lời nhiều, không là đọc thành hai lần đấy, mỏi mồm lắm. Thanh Huyền 10, Bích Thùy 10. Thanh Huyền trả lời đáp án D. D này á? Có cả đáp án D này á? Rồi. Như em chôn thầy đúng không? Có cả cái đáp án này á. Úi giời ơi. Thanh Huyền trừ 1 điểm còn 9 nhá. Dám đùa thầy. Giỏi, được chưa? Có phải em đang trêu đùa thầy đấy không? Rồi. Nào, còn ai nữa không nào? Vâng. Hết chưa? Anh Thiết 10, Thu 10. Bảo Anh 10. Rồi, hết chưa nhỉ? Rồi. Những người đằng sau bắt đầu còn 9 thôi. Hết loạt 10 rồi. Comment giống nhau hay sao? Thúy Kiều 9, Việt Anh 9. Chưa? Phú Vinh 9. Hết chưa? Lý 9. Diệu Linh 9, Ngọc 9, Hiệp 9, Hà Nam 9, Duy Long 9. Hết chưa? Hết rồi đúng không? Không, mãi mà chưa thấy ai trả lời sai. Được chưa? Thế mới hay chứ. Được chưa? Thu Hoài 9. Được chưa? Không ai chưa thấy ai trả lời sai nhỉ? Giỏi thật. Đúng là mình không chứ lừa được ai. Được chưa? Mạnh Nguyễn, sao thầy toàn đọc tên bạn nữ thế? Thì thầy thấy bạn nữ vẫn comment thôi thì thầy đọc thôi. Ơ thầy có nghĩ được ra tên đâu. Rồi ơi. Đúng chưa? Có thắc mắc gì nữa? Ai bảo em không trả lời? Rồi chưa? Em không trả lời sao thì biết được. Đúng chưa? Em có cái câu tục ngữ gì ấy nhỉ? Đó là mẹ con phải khóc thì mẹ ấy cho bú chứ. Rồi làm con em không trả lời làm sao thì biết đúng hay sai? Đúng không? Đúng chưa? Đúng không? Đó. Đức Thắng, đúng là lớp thầy chính có khác. Em quá khen, đúng là tinh thần học tập của các bạn giỏi thật, mình cũng phải hâm mộ điều ý thật. Được chưa? Không chứ không, cũng giỏi thật chứ phải giỏi giờ bờ. Được chưa? Nào còn ai nữa không nào? Đấy, cứ trả lời đi, thầy đọc không sót một ai mà, đừng lo. Được chưa? Đức Thắng, được chưa? Đang đọc dở đang 9 điểm nhỉ. Đức Thắng 9, Hường Võ 9. Được chưa? Bảo 9, Ánh Vũ 9. Thúy Hằng 9, Ngọc Nguyên 9. Trần Hiếu, thầy ơi lại D. D. 8 đi. Rồi, ai bảo mày dám viết D này. Rồi. Hết chưa? Rồi. Không ai trả lời sai, những bạn còn lại đồng điểm 8 nhá. Sao? Rồi. Quá nhỉ. Vẫn chưa thấy ai trả lời sai mới sợ. Cái này làm sao mà ấy được nhỉ? Sao? Hôm nay trên YouTube là chưa like được, chắc tí nữa phải phát lại bài này sau các em nhé. Tức là YouTube bận chương trình phát chương trình khác rồi. Thế nên hôm nay các em cứ bảo các bạn vào học ở đây này. Theo lý thuyết biểu thức tọa độ thì điểm M có tọa độ XY, vector V có tọa độ AB. Muốn tìm điểm M phẩy thì người ta lấy X cộng A, Y cộng B là xong người ta cộng lại. Các em dùng đúng công thức này này. M phẩy bằng M cộng V. Em thay số cộng vào thôi. Cộng như trẻ con lớp 1 ấy, cháu nhà thầy đã làm được rồi. Đấy, cộng vào thôi. Rồi cộng theo hàng dọc xuống này. Đấy. Trừ 1, 2 này. Trừ 1, 2 này. Còn cái kia là 2, 1 này. Cộng vào là ra 1, 3 thôi. Rồi, cái câu đơn giản. Nếu người ta cho mình cái này thì mình tìm được cái khác thôi. Tìm ảnh chỉ có cộng thế thôi. Rất đơn giản đúng không? Đó. Biểu thức tọa độ nó chỉ có thế này thôi. Dễ không? Đó. Thế mới bảo là phép định tiến là một trong những cái phép mà nó gọi là tính toán dễ nhất trong các phép rồi, đúng không? Được không? Rồi, thế là 10 hết rồi nhỉ? D nhá, D. Chính xác là D thật. Bây giờ ta sang câu số 4. Cho vector V có tọa độ 2, 1, điểm A, 4, 5. Hỏi điểm A là ảnh của điểm nào?
qua phép tịnh tiến theo vector V, điểm A là ảnh của điểm nào nhỉ? À, bài này coi như A là ảnh, A bên này hỏi ngược đúng không? Điểm A là ảnh của điểm điểm M hay là M phẩy nào? Thực ra điểm gì chả quan trọng. À, như vậy điểm A là ảnh của điểm nào? Bắt đầu trả lời nhá. Nào, câu này chọn đáp án nào nhỉ? Câu 4 này đọc đề có kỹ không? Đọc đề cho cẩn thận nhá, trả lời sai đấy. Rồi bắt đầu, có biết đáp án nhá. Rồi tôi bắt đầu đọc điểm cả lớp, mãi chưa lừa được ai nhỉ? Quá nhỉ? Quá nhỉ? Không, ai cũng học bài ở nhà hết rồi, chả thấy ai thì không chưa học bài. Mình phải công nhận một điều như thế thật, mãi mình chưa thấy ai trả lời sai. Khổ, phí cả bài. Phí cả bài của mình. Tiếp tục đọc điểm. Thanh Dung 10, comment dạo vẫn 10. Comment dạo là bạn nào mà vẫn 10? Thủy 10, Bìn Bìn 10, Alice Anh 10, Nhật Yên 10, Diệp 10, Minh Thư 10. Quái nhỉ, hay là nó nhìn bài nhau hay sao? Tí nữa phải kiểm tra 15 phút này. Tí nữa phải đến câu thật khó này thì mới biết được chứ đây toàn comment giống nhau. Giỏi thật đấy chưa? Hường 10, Vũ Minh 10, Cúc 10, Hiền Ariel, Hiền Ari 10, Đình Thành, Đình Thạnh 10. Hết chưa nhỉ? Thu Phương vẫn 10. Quái nhỉ? Tuyết 10, Ngộ Viên 10. Rồi ok. Rồi, tất cả mọi người trong trường hợp này đều được 10 hết. Xong. Ta chọn đáp án, đúng là đáp án B. Bài này người ta cho biết ảnh rồi, theo đúng cái công thức. Đó là cái vật ban đầu, cái tạo ảnh ban đầu ấy, M ban đầu cộng VV thì nó ra M phẩy. Trong trường hợp này M phẩy đóng vai trò chính là điểm A. Muốn tìm ngược trở lại cái gì nhỉ? Cái điểm ban đầu là điểm nào thì người ta sẽ lấy ảnh, người ta trừ đi cái vector. Đúng không? Đấy, người ta lấy ảnh, người ta trừ vector đi. Như vậy còn trừ đi đúng hộ thay cái nó ra 24. Thế thôi. Dễ nhỉ? Bài này tìm ngược trở lại 24, chọn đáp án B. Ai cũng trả lời đúng, toàn học sinh rồi. Năm sau tên này để trả mấy mà thủ khoa. Rồi, câu số 5. Câu này bắt đầu vui hơn đấy. Trong một phẳng tọa độ OXY, nếu phép tịnh tiến biến điểm A 32 thành A phẩy 23 thì nó biến điểm B 25 thành cái gì? Điểm B phẩy tọa độ bao nhiêu? À, câu này được đấy. Nghe có vẻ được đấy. Được chưa? Bao nhiêu các em nhỉ? Nào. Nào chúng ta cùng trả lời nhá. Nào trả lời đi xem câu này có hiểu đề không? Câu này vui hơn đấy. Câu này vui hơn đấy. Nào câu số 5 bắt đầu. Câu này bắt đầu có một số người là tôi sẽ đọc cho điểm dưới trung bình này. Bắt đầu từ câu này rồi đi là coi chừng để ý nhé, không là lừa cho chết đấy. Bắt đầu chuẩn bị lừa này. Cứ chờ đi, xem đi, cứ trả lời đi, xong tí nữa thầy đọc không sót một ai đâu. Trả lời đi. Câu này chọn đáp án nào nhỉ? Nhiều bạn đã bắt đầu nghĩ là dễ đúng không? Qua mấy câu dễ rồi, bắt đầu mấy câu này trở đi nó không còn dễ quá đâu. Suy nghĩ thật kỹ rồi nhá. Suy nghĩ thật kỹ vào. Nào, chúng ta chọn đáp án nào nào. Lần này thì bắt đầu chờ đi, lần này bắt đầu là thầy sẽ không ngại đọc mấy cái điểm dưới trung bình đâu, tha hồ vui. Đừng có nhìn bài nhau nhá, cấm nhìn bài nhau. Được chưa? Bạn nào nhớ mà nhìn bài nhau thì tự coi như là biết xấu hổ nhá, được chưa? Tự biết xấu hổ đấy. Câu này bắt đầu nhiều loại đáp án lắm, được chưa? Rồi, câu này bắt đầu được có một số người trả lời sai rồi, đã bị mắc bẫy rồi. Mắc bẫy rồi. Cho những người trả lời lần này đầu tiên thì sẽ mắc bẫy rồi, chết rồi, lừa mà chết rồi. Liên Chi à?
Liên chi trả lời đáp án nào đây? Liên chi, mi an, toán hình là dễ. Úi dồi ôi, bắt đầu hết dễ rồi. Hết dễ rồi. Liên chi trả lời rất nhanh và rất sớm, nhưng mà rất tiếc em ra rất sớm nhưng mà lại sai. Rất là tiếc em ạ, được chưa? Liên chi về nhà ăn uống bổ sung thêm nhá, học hành thêm cho nó giỏi nhá. Được chưa? Em đã bị lừa. Liên chi, em trả lời sớm nhưng mà trả lời sai, thầy sẽ cho em điểm 5 điểm. Liên chi 5 điểm. Sky Nguyễn cũng giống bạn thôi, sai nốt. 5 điểm. Nguyễn Xuyên 5 điểm. Thu Nè 5 điểm. Nè nè cái gì nè, 4 điểm luôn, cho em 4 điểm luôn. Thu Nè, Nè Thu 4 điểm luôn, được chưa? Nguyễn Văn Hòa, thầy ơi, Hòa 10 điểm, được chưa? Lần này comment dạo à? Pet này lập ra để comment dạo. Cái bạn lúc nãy có tên là comment dạo đúng không? 5 điểm. Bích Thùy 5, Nhật Yên 10, Cúc 5, Hường 5, Uyên Du 10, Uyên Du 10, Ánh Vũ 5, Khánh Linh 10, Thủy 10, Alice Anh 10, Vũ Minh 10, Uyển Nhi 10, Thanh Khê 10, Diệp 10. Được chưa? Nhật Yên 10, Tuyết 10. Được chưa? Hết không? Chưa? Hiền Ari 10. Hết rồi, Oanh 10, Ngộ Viên 10, rất nhiều người comment chăm thế nhỉ. Bắt đầu giống nhau rồi đấy. Thanh Khê 10, được chưa? Đức Việt 10, Đạt 10. Hết chưa? Mờ Linh 10. Như bạn đằng sau bắt đầu, như bạn đằng sau đồng 9 điểm nhé, nếu trả lời đúng. Còn nếu sai coi như 5 điểm hết đi. Được chưa? 5 là lần này là cho còn rẻ đấy, lần sau không cho 5 đâu. Được chưa? Bài này thực ra thì có rất nhiều cách làm. Câu này rất nhiều người bị lừa. Lại cứ nghĩ là bảo là thầy ạ, điểm A 32, A phẩy 23 thì chắc là 25 thì điểm kia 52 chọn đáp án A, sai tất rồi lè. Do lung lay, thế là sai chết rồi. Do lung lay. Em nên nhớ một điều là có cách thứ nhất là em có thể tìm vector V trước. Khi tịnh tiến, cùng một phép tịnh tiến đúng không? Nếu phép tịnh tiến biến A thành A phẩy thì ló biến B thành B phẩy. Chứng tỏ phép tịnh tiến này nó phải cùng một vector V rồi. Cùng phép ý mà. Thì vector V này em có thể lấy cái điểm A phẩy em trừ điểm A trước. Đây là cách thứ nhất. Đó là trừ 1, 1 đúng không? Sau đó em muốn tìm điểm B phẩy thì em lấy tiếp điểm B em cộng vector V vào thôi. Đúng không? Thì nó phải ra là cái gì đấy? Đấy, nó ra bao nhiêu đấy? Nó ra 1,6 chứ. Đấy, lừa chưa? Chết chưa? Chết chưa? Cách thứ hai, em không cần phải tính thông qua vector V cũng được. Em sử dụng hình bình hành. Từ điểm A tịnh tiến theo vector V thành A phẩy, thì điểm B nào đó tịnh tiến theo vector V thành B phẩy. Hai vector này nó bằng nhau. Thế thì thiết lập hai vector A A phẩy đi bằng B B phẩy theo kiểu ngày xưa học hình bình hành ấy. Làm cái này cho nó nhanh ấy. Đây, em giải cái này này. A A phẩy bằng B B phẩy cho nó nhanh đi, cho nó hết tuồng đi, việc quái thì tính theo vector V đau đầu ra. Đúng không? Đấy, nếu em tính hộ thầy theo kiểu này đi. Ôi, nó lại còn không ra đáp án B nó mới lạ đấy. Được chưa? Đáp án B là đúng này. Nhớ chưa? Ok. Ta sử dụng tính chất đi, các vector qua tịnh tiến thì bằng nhau hết thôi. Ok. Cách này có phải đơn giản dễ hiểu hơn không? Đúng không? Chuẩn chưa? Đúng không? Học rồi thì sẽ nhớ tính chất này ngay. Rất đơn giản, mọi người có thấy hay không? Các em có thấy đơn giản không? Đó, đúng không? Đấy, có hai cách nhé, thích làm cách nào thì làm, rồi, đều thông minh cả. Ok, đấy em, một số bạn biết tại sao mình bị nhận 5 điểm chưa? Bắt đầu xóa đây, được chưa? Ái chà chà, tưởng dễ à? Câu tiếp theo nhá. 6, chục câu cơ, tha hồ mà làm. À, một số câu lý thuyết, thỉnh thoảng thầy thấy câu này có trong kiểm tra này. Cho đường thẳng D có bao nhiêu phép tịnh tiến biến D thành chính ló? Nào, bây giờ chọn đi, đừng có chọn bừa nhé. Chọn bừa là mấy câu lý thuyết này là chết tắc luôn đấy. Những câu này là phải hiểu thì mới làm được, đừng khoanh bừa. Khoanh bừa là tắc luôn đấy. Được chưa? Nào, câu này. Câu này khoanh là chết, khoanh bừa là chết tắc luôn đấy. Được chưa? Hiểu không? Tiếp tục. Nào. Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến D thành chính ló các em? Do lung lay
Gió lung lay, gió lung lay. Nào xem câu này ai trả lời được nào. Được chưa? Có bao nhiêu các em? Đấy, đã bắt đầu đấy. Câu những câu lý thuyết này bắt đầu là bắt đầu nghe hơi sợ đúng không? Bắt đầu hơi sợ này. Gió lung lay, bắt đầu những câu này bắt đầu lại lung lay luôn này. Lung lay luôn. Đây, có một đường thẳng D đây. Được chưa? Có bao nhiêu phép tịnh tiến mà biến được đường thẳng D thành chính nó? Câu này thì nghĩ là dễ chứ nhỉ? Đúng không? Chọn đáp án nào nào. Câu này phải chắc lý thuyết nhé, kiểm tra nó rơi vào đấy. Được chưa? Tôi bắt đầu đọc điểm cho cả lớp. Thanh Huyền 10, Linh 10, Anh Thư 10, Song Tử 10, Nhật Yên 10, Hiền 10. Được chưa? Trả lời một lần thôi nhá. Cúc 10, Lã Hiền 10, Cẩm Tú 10. Nghe có vẻ được đấy, giỏi phết nhỉ. Học bài ở nhà rất là kỹ đúng không? Diệp Vi à, Vi Diệp à, Vi Diệu à. Thôi Vi Diệu B. B á, chỉ một phép duy nhất à. Chắc không? Mày có chắc không? Sẽ một phép duy nhất nhỉ? Hay là hai? Hay là không có phép nào? Vi Diệp à. Vi Diệp, về học lại bài đi. Học bài chưa kỹ, 4 điểm. Được chưa? Xuân Duy cũng ăn theo bạn, đúng không? 4 điểm nốt, học bài chưa kỹ. Được chưa? Thanh Khê, 4 điểm. Về học lại. Tuyết 10, Alice Anh 10, Lã Hiền 10, Bích Thùy 4 điểm, Ngọc Anh 10, Nguyễn Hoài 10. Taylor Swift, ôi dồi, có cả Taylor Swift ở đây à? Cũng 10, Phương Thanh 10. Rồi, rồi, Thắng, Thắng 4 điểm, về nhà học bài chưa kỹ đâu, xem đi. Vượng 10, Ngụ Viên cũng, ôi tôi cũng sai nốt rồi, nơi đây rồi này. Về xem lại, Ngụ Viên 4 điểm, Lương Dũng, Lương Dũng, bắt đầu từ những người này sau trở đi 9, Dũng 9, Bích Thùy, gió lung lay, gió lung lay, Bích Thùy, Bích Thùy 9, Lương 9. Có cả hai phép à? Lạ nhỉ, sao mình học cái câu nào dạng hai phép à? Hương Lam, hai phép à? Hương Lam, Trần Hương Lam, ôi thế hay nhỉ? 4 điểm, học bài chưa kỹ. Hiếu 9, Huyền 9, Phúc 9, hết chưa? Linh 9, Đình Thạnh 9, Liên Chi, rồi. Hết rồi, những người còn lại nếu ai trả lời đúng đáp án thì chúng ta đều điểm 9 hết. Bài này đáp án của thầy trò chúng ta là đáp án D. Có vô số phép tịnh tiến biến được một đường thẳng thành chính nó. Các em đều biết rằng là muốn biến đường thẳng D thành chính nó, giờ ta nghĩ vector V đi. Chúng ta có hai loại cái vector V thôi. Nếu cái vector tịnh tiến của em là một cái vector V bất kỳ như thế này, khác vector không, mà nó có cái giá của vector, giá vector là cái đường thẳng đi qua vector ấy, đó. Giá vector này mà nó không cùng phương với đường thẳng thì luôn luôn đường thẳng sẽ tạo ra các cái đường song gì? Song song. Tính chất là của đường thẳng khi tịnh tiến thì chắc chắn nó song song hoặc trùng. Nhưng trùng chỉ xảy ra trong cái trường hợp mà cái vector V này của em nó có cái giá, giá của vector nó song song hoặc giá của vector nó nằm trên đường thẳng V, à đường thẳng D này luôn. Khi vector V có giá như vậy, song song hoặc trùng như thế thì mọi điểm, tí nữa em lấy điểm A chỗ này thì tí nữa A phẩy nó cũng nằm trên này, thì B nó nằm ở đây, thì tí nữa B phẩy nó cũng nằm ở đây, thế tự nhiên đường các đường thẳng nó trùng nhau. Thế nó dựa vào cái sự phân biệt vector V này. Vector V này nó không cùng phương hay là cùng phương. Thế đây, em biết là có rất nhiều các loại vector, có vô số các cái vector mà có giá song song hoặc là nằm trên đường thẳng để biến được nó thành chính nó. Đúng không? Lý thuyết dạy như thế thôi. Chỗ này chúng ta phải ôn rất kỹ, bắt đầu nó là mức độ nguy hiểm hơn rồi đấy. Có vô số phép như vậy, chọn đáp án D. Nhớ chưa? Phải là D. Được chưa? Phải là D. Không có phép tịnh tiến nào biến đường thẳng D thành một cái đường thẳng khác mà nó lại cắt. Mà nó chỉ có rơi vào song song hoặc trùng.
Thế thì kể cả nó rơi vào trùng hoặc là rơi vào song song đi chăng nữa thì cũng vẫn là vô số phép mà thôi. Được chưa? Vì có rất nhiều các vector, miễn là vector đảm bảo thỏa mãn điều kiện đó là có giá cùng phương, hay người ta còn gọi V là lúc đó là một vector chỉ gì? Chỉ phương. Nếu vector là một vector chỉ phương của mình thì mình sẽ trở thành chính mình. Cái điều này em phải nhớ để khi nào nhớ làm bài mà em thấy cái vector ấy mà nó liên quan đến mình thì mình thành chính mình luôn. Đấy, như vậy các bạn nhận điểm như thế là xứng đáng rồi, gì quá công bằng rồi đúng không? Được chưa? Cái này nghe cho kỹ đi. 7. Cho hai đường thẳng song song D và D' có bao nhiêu phép tịnh tiến biến D thành D'? Câu này thầy vừa gợi ý lúc nãy rồi đấy nhá. Câu này thì chúng ta trả lời nhanh. Được chưa? Chúng ta trả lời nhanh. Câu này thì chúng ta đều biết rồi. Qua kia sự nhắc lại kiến thức của thầy lúc nãy thì rõ ràng là muốn biến D thành D' song song với nó thì chỉ cần tịnh tiến theo một vector V nào đó mà nó có cái giá mà nó không cùng phương là được. Thì có rất nhiều vector như thế. Đúng không? Có rất nhiều vector như thế. Thế thì chúng ta sẽ chọn, đây một số bạn trả lời rất là chính xác. Chúng ta vẫn sẽ có đáp án D là chúng ta sẽ có vô số phép. Vì qua tịnh tiến là chắc chắn là song song với nó rồi. Nếu giá không cùng phương. Cho đáp án D. Rồi. Gia Phong 10, Sơn Dương 10, Hồng Hân 10, Alice Anh 10, Hiếu 5, chưa đúng đâu, Linh 10, Hiền 10, Thủy 10, Song Tử 5, ok, Anh Thư 10, Kim Anh 10. Các bạn còn lại, nếu bạn nào trả lời đúng thì là chính xác. Câu số 8. Phép tịnh tiến biến cái gì nhỉ? Theo vector U, 46 biến đường thẳng A có phương trình x cộng y cộng 1 bằng 0 thành đường thẳng A phẩy có phương trình gì? Đây là một câu cơ bản, bắt buộc phải làm được khi học qua cái bài tịnh tiến này. Vì kiểm tra về sau nếu rơi thì người ta sẽ cho vào tịnh tiến đường thẳng. Người ta chỉ cho tịnh tiến đường thẳng, tịnh tiến đường tròn là những cái đối tượng mà em hay gặp nhất đúng không? Thì đây chúng ta trả lời nhanh ra đáp án nào? Thực ra ai mà để ý mà làm nhanh, cái này cũng chỉ mấy chục giây thôi. Nhanh lắm, là trả lời đáp án nào nào, nhanh lên nào. Nào câu này chọn đáp án nào nào, chúng ta đã biết làm bài này chưa nhỉ? Kiểu gì phải biết làm rồi. Đúng không? Để thầy xem qua đáp án xem nào. Câu này chắc chưa? Câu này là một bài tập căn bản phải làm được. Ôi dồi, sao lại chưa học đến? Câu này là nằm trong bài đầu tiên mà chưa học đến. Lại chưa học bài đúng không? Đáp án cần chọn là đáp án gì nhỉ? Suy nghĩ kỹ đi. Câu này thầy sẽ chữa trước khi chọn đáp án, trước khi đọc điểm. Nào, bài này có rất nhiều cách giải. Cách giải thứ nhất, do vector U không phải là vector chỉ phương của mình, nên chắc chắn là cái A này nó thành một đường thẳng mới là A phẩy song song hoặc trùng với nó. Trong trường này chắc chắn song song rồi. Song song thì nó sẽ có hệ số A và hệ số B, nó giống y hệt, nó chỉ khác mỗi hệ số cuối là hệ số C thôi. Như vậy, hệ số của chúng ta sẽ bắt buộc phải là 1, 1. Thì trong các đáp án mà 1, 1 thì chỉ có thể rơi vào hai đáp án này thôi. Đó là đáp án A hoặc là đáp án B, là nó có hai hệ số đầu nó giống. Nên là đó là 1, 1, nghe rõ chưa? Bây giờ chúng ta sẽ lấy một cái điểm nào đó tùy ý trên đường thẳng này, chúng ta làm mồi, xong ta tịnh tiến sang. Hiểu không? Đó, làm đi. Thì thực ra em lấy điểm nào cũng được ý. Điểm nào em lấy tùy ý. Đây. Thí dụ chúng ta chọn một cái điểm điểm trừ 1, 0 đi, thì chả ai chết đâu. Lấy một điểm M nào đó có tọa độ, hoặc là 0, trừ 1 đi. Thầy thích cho một người nào đó bằng 0 đấy, đây là quyền của thầy mà. Cho ông này bằng 0 không thì ông này bắt buộc phải là trừ 1. Thế qua tịnh tiến theo vector V, biến thành M phẩy có tọa độ bao nhiêu? À, vector U chứ. Trời ơi, U mới về đấy. Thế 4 cộng 0 là 4, 6 trừ 1 còn 5. Thế thì bây giờ chúng ta bỏ vào đáp án nào? Đáp án A, đáp án B, cái nào đúng? Ôi trời ơi, này à, trẻ con nó cũng biết đáp án rồi ấy. Đáp án của chúng ta là đáp án B đúng không? Nào bây giờ xem trả lời. Rồi, bắt đầu đọc điểm. Nào bắt đầu đọc điểm. K
cái này phải biết làm rồi, bây giờ còn chưa học gì nữa. Còn chưa học thì bao giờ học. Hiền. Hiền 10, Trà My 4, Thùy Linh chưa học, chưa học 1 điểm. Được chưa? Bây giờ còn chưa học bài, chưa học bài đúng không? 1 điểm về chỗ. Châu Anh 10, Thịnh Vũ 10. Mạnh Dạn đoán A, Thu Nè, Thu Nè là trả lời mấy lần sai rồi, thế vẫn còn cố trả lời được, giỏi nha. Học bài chưa kỹ đâu con, 4 điểm. Xuân Duy 4. Được chưa? Ngộ Viên 10, Kiên 10, Gia Phong 10. Hết chưa nhỉ? Trần Thủy, em đoán A thầy nhé. Đoán A đúng không? 4, đúng không? 4 điểm. Thảo Nguyễn 10, Tuyết 10. Hết chưa nhỉ? Rồi, Hồng Ánh 10, Liên Chi 4. Ok, rồi, tất cả các bạn còn lại để ý nhá. Đáp án của chúng ta là đáp án B. Ngoài cái cách làm này, thầy giới thiệu cho các em thêm một cách làm khác nữa, đó là dùng sử dụng phương pháp tổng quát. Không nhất thiết bạn phải chọn một điểm M bất kỳ đâu. Bạn có thể làm theo một cách tổng quát như thế này. Bạn cứ lấy gọi một điểm M giả sử xy thuộc đường thẳng ban đầu, tịnh tiến theo vector U biến M thành M phẩy, thì M phẩy có tọa độ x phẩy y phẩy. Thế bây giờ theo đúng biểu thức tọa độ của tịnh tiến nhé, thì M M phẩy nó phải bằng vector U đúng không? Ừ. Thế bạn rút ra được cái biểu thức tọa độ là x phẩy bằng x cộng 4, y phẩy bằng y cộng 6. Bạn dễ dàng bạn rút được x y ra từ đây. Chắc chắn ai biết rút được đúng không? Rút thôi mà không còn không rút được thì thôi còn làm ăn gì đâu. Rút được y ra. À như vậy là x phẩy trừ 4, y phẩy trừ 6. Cái bước rút này rất quan trọng này. Xong rút xong thì làm gì? Lại tra vào. Rút ra xong người ta lại tra vào. Đúng không? Rút ra. Tra vào đâu? Tra vào cái đường thẳng A. Nơi nào có x thì ta thay bằng x phẩy trừ 4. Nơi nào có y ta thay bằng y phẩy trừ 6. Mới thay vào cái chỗ này để trẻ con nó làm được rồi. X phẩy trừ 4 cộng với y phẩy trừ 6 cộng 1 bằng 0. Rút gọn đi thì có phải là x phẩy cộng y phẩy trừ 9 thì chả chọn đáp án B của cái gì nữa. Mấy cái phẩy để bỏ đi. Nó chỉ là sự phân biệt hai đường thẳng thôi, nó chả quan trọng. Thế thôi. Đây phương pháp tổng quát này trông thế thôi, nhưng mà nó lại rất có tác dụng trong rất nhiều các bài toán khác nữa. Đặc biệt là về sau người ta cho em một cái phương trình đường bất kỳ, nó có thể là đường thẳng, đường tròn, hyperbol, ellipse, parabol, vân vân. Em đến lúc đó thì có một số bài em sẽ không thể nào mà lấy được một điểm đại diện được nữa. Tại vì đường thẳng nó định hướng cho em trước song song, nhưng mà các đường khác nó định hướng cho em đâu. Đúng không? Ví dụ như thế. Thì lúc ý chỉ có thể làm được bằng phương pháp tổng quát này thôi. Thì phương pháp này là phương pháp rất là quan trọng này. Được chưa? Ta nhớ được phương pháp này ta sẽ làm được giải quyết hầu như cho tất cả các bài toán. Đó, nó rất là hay. Thì chỉ có rút ra rồi tra vào, rút ra tra vào thôi. Không rút được nữa thì thôi. Đúng không? Rất là dễ đúng không? Rút ra thì lại tra vào, có gì đơn giản, có gì khó đâu, đúng không? Rất là dễ đúng không? Ok. Ôi giời ơi. Câu này khó hơn này. Câu số 9. Cho hai đường thẳng song song A và A phẩy lần lượt có phương trình 3x trừ 2y bằng 0, 3x trừ 2y cộng 1 bằng 0. Phép tịnh tiến theo vector nào sau đây biến A thành A phẩy? À, câu này xem có phải là khó hơn một tí không? Xem có ai làm được câu này không? Chưa? Yeah. Câu này nó hơi he hơn tí thôi, không quá khó lắm đâu. Có cái gì đâu mà khó nhỉ? Gió lung lay, cành cây rớt rơi vào đầu. Gió lung lay, cành cây rớt chung vô đầu. Nào, ở đây có ai rớt chúng vô đầu không? Nghe suốt ngày. Bình tĩnh nhá, bình tĩnh nhá. Cứ trả lời đi. Câu này nó chỉ hơi vui một tí thôi. Câu này có hiểu được đề không đã? Đây, hai đường thẳng này em thấy song song chưa? Đó, nó rất song song rồi này. Bây giờ tịnh tiến theo vector nào mà biến được điểm này thành điểm kia nhỉ? Thực ra bài này cũng có một cách có thể bạn có thể thử. Thực ra có rất nhiều cách thử. Em có thể lấy một cái điểm nào đó trên đường thẳng này đi. Thí dụ mình chọn luôn điểm 0,0 đi. Bài này thông minh nhất là mình chọn luôn điểm O 0,0. Từ điểm O 0,0 này bây giờ mình sẽ cộng với một cái vector gì mà tí nữa nó ra một cái điểm gì đó mà mình đem bỏ vào đây mà thỏa mãn là được.
Như vậy do thầy chọn điểm ở vector O không không, sau đó thầy đem cộng với một vector nào đó trong các vector này, thí dụ vector A đi, câu đầu tiên đi. Nếu cộng vector U đầu tiên thì nó ra -1 -1, thay thử vào đây. -1 thì là -3. -3 cộng 2 cộng 1 bằng 0, đúng thì ôm luôn đáp án. Đấy là một cách. Có hiểu ý không nhỉ? Đó, rất nhiều người chọn A mới sợ cho nên rồi mày thế. Nhiều người chọn A thế nhỉ? Được chưa? Đúng là thế thật, ơ giỏi thế nhỉ? Lấy điểm O 0 0, chọn thuộc đường thẳng A và một điểm M nào đó xy đi, thuộc đường thẳng A phẩy. Nếu mà thực hiện tịnh tiến thì vector U của em sẽ phải đúng bằng vector nối giữa hai cái điểm này là vector OM đi. Thế thì thỏa mãn điều kiện này thì chỉ vector trong đáp án A thôi. Là thỏa mãn điều kiện thôi. Ai trả lời A là chính xác rồi đấy, chúc mừng. Giỏi nhỉ? Rồi, à, câu 10 đi, câu này hay hơn đấy. Ôi dồi ôi, xem câu này đi, câu này hay đấy. Câu này có vẻ là lại vui hơn một tí nữa. Các em phân tích kỹ, được chưa? Cứ bình tĩnh mà làm. Được chưa? Học được thêm, chỉ cần làm được chục câu này của thầy thôi là về sau là chả cần phải học gì nhiều nữa rồi. Cứ bình tĩnh. Câu vừa rồi lúc nãy trả lời đúng à, xem nào. Liên chi 10 còn ai lúc nãy trả lời đúng không? Lúc nãy không phải ai trả lời đúng đâu, ít bạn trả lời đúng lắm. Lý Vũ 10, Duyên 10, lúc nãy một số bạn trả lời đúng. Ôi giời, lúc nãy Tuyết chưa trả lời đúng lắm đâu nhá. Quang Vinh cũng thế này, học bài chưa kỹ đâu, về nhà xem lại đi. Chưa? Rồi. Còn câu này nữa đấy, trả lời lốt đi. Trả lời cho đúng rồi nhé, được chưa? Đây, bạn Quyền vẫn có hỏi thầy, mong thầy đọc tên con trai giúp em với. Nãy giờ thầy toàn đọc bạn nữ. Ơ, chứng tỏ các bạn nữ bạn ấy chăm học thì bạn ấy hay comment thì thầy trả lời thôi. Chứ thầy có đọc thiếu đâu. Sao thầy không thấy em trả lời nhỉ? Em trả lời thầy đọc nghe, được chưa? Hay lại sợ thầy đọc nhỡ sai, sợ bố mẹ nghe thấy. Học mà có cái gì phải ngại, được chưa? Câu này chọn đáp án nào nhỉ? Người ta cho hai đường thẳng song song A và A phẩy rồi, như ở trên bảng, tịnh tiến với vector vu U, vector vu U biến điểm A thành A phẩy. Khi đó độ dài nhỏ nhất của vector U bằng bao nhiêu? À, câu này hay đấy. Thực ra ấy, qua đường thẳng song song thì sẽ có rất nhiều các vector đúng không? Có vô số vector có thể biến được đường nọ thành đường kia. Nhưng mà vector nào lại có cái độ dài ngắn nhất? À, độ dài ngắn nhất bằng bao nhiêu? À, hay đấy. Quá hay, được chưa? Câu này chọn cái gì nhỉ? Bắt đầu hay đấy. Câu này ta chốt gì nhỉ? Sao câu này lại không thấy ai trả lời nhỉ? Câu này có một vài bạn trả lời thôi. Bắt đầu sợ hơi khó. Không khó lắm, bình tĩnh nhá. Đây là đường thẳng A. Đây là đường thẳng A phẩy. Bây giờ có một vector U nào đó biến A thành A phẩy mà độ dài nó ngắn nhất. Qua đường thẳng song song lên vector thì nó sẽ là những vector này. Các vector mà biến được đường nọ thành đường kia thì chính là những vector mà biến được điểm M thành M phẩy bất kỳ. Nó là một điểm M ở đây, biến được thành... Nó sẽ là những cái vector mà nối giữa hai điểm bất kỳ trên đường thẳng này. Đúng không? Ừ, thì nó sẽ biến được điểm này thành điểm kia thôi. Đấy, ví dụ thế này, N này, à đấy, kiểu thế. Thế thì rõ ràng ngắn nhất thì chính là cái vector mà nó vuông gì? Vuông góc cả hai đường thẳng này này. Trời ơi! Đúng không? Vector ngắn nhất, độ dài ngắn nhất luôn là đường vuông góc ngắn nhất. Thế thì độ dài ngắn nhất chính là cái độ dài của cái vector U này, là vector vuông góc với đường thẳng. Mà vector vuông góc với đường thẳng trong trường hợp này thì có độ dài sẽ đúng bằng khoảng cách giữa hai đường thẳng song song. À, vui không? Ngày xưa học khoảng cách giữa đường thẳng song song chưa? Công thức giải nhanh đâu? Ngày xưa thầy nhiều có công thức giải nhanh đấy. Thầy dạy cho còn ai nữa. Chính thầy ngày xưa thầy dạy công thức giải nhanh này. Hồi lớp 10 nếu ai để ý. Đó chính là tính khoảng cách đấy. Đúng rồi. Vậy thì vậy người ta chọn đáp án khoảng cách này. Dây đường thẳng song song người ta lấy hai hệ số C trừ C phẩy. C trừ C phẩy. Chia căn bậc 2 của
A bình cộng B bình thôi. Thế chúng ta nhẩm ra thì chúng ta sẽ được kết quả là bằng 1. Bên này không phải ai trả lời đúng đâu. Rồi, ít lắm. Câu này là đáp án D. Đáp án D, rồi đúng. Nào, bắt đầu đọc điểm. Công thức giải nhanh ghi vào. C trừ C phẩy chia căn bậc 2 của A bình cộng B bình. Khá là vui. 1, đáp án D. Ok. Đấy, rất đơn giản. Được chưa? Rồi, ai trả lời được câu này đúng là cũng có tư duy hơn một chút cũng được. Được, nói chung là được. Em thấy không? Cái việc sắp xếp đề của thầy là nó gọi là nó là nghề của mình rồi, được chưa? Ok. Thế mới gọi là hay chứ, đúng chưa? Rồi. Rồi, sao nhiều bạn trả lời A thế? Sai rồi. Chưa? Đình Hải, D ạ, 10, Khoa. Khoa chưa trả lời đúng đâu nhá. Hiền 10, Tiến Bình chưa đúng. Sao lại căn 2 nhá? Chưa, không phải. Liên Chi lại chọn C, sai. Rồi, Bình chưa đúng đâu nhá. Hồng Ánh 10, được. Thái 10. Được chưa? Gia Phong 10. Còn ai nữa không? Hầu như đều trả lời sai hết đấy. Được chưa? Ok, bạn nào trả lời D thì là đúng đấy. Xóa. Xóa từ đây, xóa. Hết chưa? Rồi, như vậy là 10 câu hỏi đã trôi qua. Câu 11 dành cho các em thành bài tập về nhà làm. Thầy thừa thêm câu 11 này là câu này là thêm cái câu đường tròn cho vui thôi. Câu này thầy gợi ý nhanh thôi. Còn câu này thừa một câu này cho các em về nhà làm. Câu này thì thực ra nó đã dễ mà. Câu này các em tìm hộ thầy tâm và bán kính của cái đường tròn này cho thật kỹ vào, xong rồi em tìm tịnh tiến cái tâm y là nó ra tâm mới ngay. Bán kính qua phép tịnh tiến nên nó không đổi đúng không? Như vậy chúng ta có thể làm nhanh câu này một tí này như sau. Ngoài phương pháp tìm bán kính và tâm thì các em còn có thể có nhiều cách khác nữa. Có thể sử dụng phương pháp tổng quát cũng được. Phương pháp tổng quát thầy có nói ở đây này. Đó là thực hiện vector mm phẩy bằng vector u. Thế thì x phẩy bằng x xì cộng 2, y phẩy bằng y cộng 1. Các em dễ dàng rút x y ra cũng được. Đây cũng là một cách đấy. Các em rút được như thế này, các em đem thế vào đây này thì nó rất là dễ. Cũng được đấy. Cách này hơi hàng đẳng thức một tí. Thì dựa trên phân tích này thì các em sẽ có được đáp án là đáp án A. Đáp án A. Còn ngoài ra các em có thể, đây là phương pháp tổng quát, còn các em có thể tìm cho thầy tọa độ tâm y cũng được. Tìm tọa độ tâm y của cái đường thẳng đường tròn này, các em lấy hai hệ số của x y này em chia cho trừ 2 thôi. Trừ 2 chia cho trừ 2 thì bằng 1. 2 chia trừ 2 thì bằng âm 1. Thế thì qua vector V 2, 1 thì nó thành y phẩy. Đây là tâm nhé, tâm của đường tròn đấy. 2, 1, 2 cộng 1 là 3. 1 cộng âm 1 là 0. Như vậy, x trừ 3 tất cả bình cộng với y trừ 0 tất cả bình. Thì đúng là đáp án A. X trừ 3 tất cả bình cộng y trừ 0 tất cả bình. Còn bán kính R được tính bằng căn bậc 2 của A bình cộng B bình trừ C. C đâu ấy nhỉ? C bằng âm 2. Như vậy là trừ thành cộng 2 rồi. Như vậy là căn bậc 2 của 4 là bằng 2. Đuôi của phương trình là R bình. Như vậy đúng là đáp án A, R bình. Đây là phương trình đường tròn. Thì đề phòng thêm câu này nữa rơi vào kiểm tra thôi. Thực ra định cho câu này bài tập về nhà. Được chưa? Như vậy câu này em có thể ghi hai cách giải vào đều được. Tùy thêm bạn nào thích cách nào. Cách bình thường nhất cũng được. Thầy có rất nhiều cách. Thích làm cách nào thì em làm. Như vậy là cái tiết mục kiểm tra bài cũ của thầy trò chúng ta coi như là xong. Chúng ta đã đi qua gần như là trong phần kiểm tra bài cũ của thầy là gần như là thầy đã nhắc lại toàn bộ tất cả các lý thuyết cũng như là các dạng bài tập quan trọng nhất mà liên quan đến phần tịnh tiến. Qua đây thầy thấy hiểu rằng là có một số câu dễ thì rất nhiều bạn trả lời đúng, rất là nhanh, mưa điểm 10, nhưng bắt đầu thấy một số câu bắt đầu hơi nghĩ khó hơn một tí thì nghe cũng có vẻ là cũng hơi mập mờ. Thế chúng ta có một số bạn học bài nó chưa được kỹ đâu, phải xem lại bài ấy nhá. Được chưa? Các em thân mến, tiếp tục cái nội dung của thầy trò chúng ta, hôm nay ta sẽ đi đến phép quay. Thì trên bảng của chúng ta thể hiện một cái... Trên bảng của thầy trò chúng ta thể hiện... Chưa nhìn bảng. Trên bảng của chúng ta thể hiện một cái đồng hồ như của Pháp ấy nhỉ? Như giống đồng hồ của Pháp đúng không? Paris này. Đồng hồ rất là đẹp, rất là cổ đúng không? Đấy, em thấy không? Khi mà kim giờ và kim phút các thứ này mà nó quay nhá, thì nó sẽ mở ra một cái góc nào đó. Đúng không? Góc này nếu mà tính theo
radian bây giờ nó gọi là góc lượng giác. Chứ học lượng giác rồi đúng không? Ừ. Góc lượng giác. Thì kim đồng hồ thì nó đang quay theo cái chiều như thế này đúng không? Nó đang quay. Kim đồng hồ thực ra là đang quay theo chiều âm. Các góc quay nó cũng toàn quay xuống đấy. Mà theo quy ước của đường tròn lượng giác nó cứ quay xuống như thế này được gọi là góc âm. Còn quay ngược trở lại lên, ngược thì nó lại là góc dương nhé. Đó. Thế thì kim đồng hồ nó hay mở ra một cái góc nào đó ở trong trường hợp này. Đó, nó có một cái tâm. Phép quay này thực hiện được là nó nhờ có một cái tâm. Có cái tâm của đồng hồ ở đây này. Đó. Và có một cái điểm mờ nào đó, giả sử nó nằm trên đỉnh của mũi kim này. Thầy cứ giả vờ là cái đồng hồ này nó không hoạt động đi. Thế là thầy sẽ cầm cái núm vặn đằng sau. Thầy vặn một cái thì từ cái điểm mờ này nó sẽ bé đến một cái điểm mờ nào đó. Chỗ này là điểm mờ phải. Giả sử trong trường hợp này nó sẽ tạo ra một cái góc nào đó, ví dụ như là 120 độ đi. Như vậy thầy nói chúng ta vừa thực hiện một phép quay biến được điểm mờ thành mờ phải. Trong đó muốn quay được thì chúng ta phải xác định được hai cái rất quan trọng. Thứ nhất là tâm của phép quay. Tâm phép quay là cái nơi mà cố định chỗ này này. Tâm phép quay là một. Và thứ hai là chúng ta phải có góc quay đã xác định. Thì góc quay trong trường hợp này nếu tính theo chiều này thì đây là âm 120 độ. Nếu tính theo góc hình học thì nó là 120. Nhưng nếu tính theo góc lượng giác thì nó sẽ phải là âm 120 vì nó có tính cả chiều quay xuống nữa cơ. Thì trong trường hợp này chúng ta phải tính cả cái dấu các em nhé. Tại vì nó quay lên quay xuống nó khác nhau đấy. Các bạn rõ chưa nhỉ? Đó, dễ thế thôi. Thì phép quay được định nghĩa là dễ thế thôi. Đó, định nghĩa. Cho tôi một cái điểm O nào đó làm tâm và cho tôi một góc quay alpha cho trước. Thì tôi sẽ giống như kiểu em quay compa ấy mà. Em đặt cái chân compa vào đây, cố định rồi, tâm nó cố định, góc quay nó cố định. Bây giờ em mở khẩu độ compa ra, thì em mở một đoạn nào đó. Thầy cứ giả vờ trong trường hợp này là kim giờ và kim phút nó bằng nhau đi. Tại vì nó quay một đoạn nào đó để đến gặp nhau thì hai cái bán kính quay này nó sẽ phải luôn đảm bảo là bằng nhau. Đúng không? Đó. Đồng hồ này lúc này là mấy giờ rồi nhỉ? Ok, mấy giờ rồi nhỉ? À, rồi, tiếp tục nào. Không chỉ các hình vẽ trong thực tế, ngoài cái đồng hồ ấy, chúng ta còn có một số cái đồng hồ số khác. Trên đồng hồ cái động cơ các thứ của em ấy, đồng hồ chỉ vận tốc ấy. Đó thì nó cũng sẽ có một cái mở ra theo kiểu hình quạt tròn như thế này. Thì cái kim này nó cũng sẽ dịch chuyển như thế này. Theo kiểu là lớn nhất là 180 độ đúng không? Kiểu 180 độ thầy cứ tương đối đi. Nó sẽ mở đến một cái góc nào đó. Cứ mỗi một lần nếu em phóng nhanh một cái thì nó vèo ở đây cái. Em giảm tốc độ một cái nó lại tụt về đây. Đó, rất hay. Đúng không? Thì nó cũng sẽ có một cái tâm quay ở đây. Rất là hay. Đây là một hình ảnh nữa trong thực tế về phép quay. Một hình ảnh nữa trong thực tế chúng ta mở ra khi xuất hiện phép quay. Đó chính là hình ảnh của các chiếc quạt giấy. Các cái quạt giấy. Rất là đẹp. Đúng không? Bạn nào vẽ được không? Sổ ấy còn sơn mới vẽ được mấy cái này. Đúng không? Thầy nói chung là thầy chả vẽ được. Nhưng mà thấy đẹp thôi. Mình thấy đẹp thì mình cho vào thôi. Đây là hình ảnh một số chiếc quạt giấy. Cũng thể hiện cho hình ảnh về phép quay. Đó, các cái bán kính quay nó giống nhau. Tâm quay nằm ở đây. Từ một đỉnh, từ một điểm nằm ở đây. Tôi quay một cái, tùy theo góc mở ra bao nhiêu độ, tôi mở lần lượt ra thì nó sẽ đến được những cái điểm khác trên cái quạt này. Nếu em mở rộng ra thì nó sẽ được một góc xấp xỉ là 180 độ, đúng không? Ừ, nếu mà mở tối đa trong trường này thì được 180 độ. Ok, quạt thì đẹp nhỉ. Đấy là một hình ảnh nữa nhá. Và đây là hình ảnh về cái chiếc quạt điện cơ của các em ở nhà. Cũng tương tự như vậy, các cái này nó quay thì nó cũng sẽ tạo ra các góc. Đó. Rất là hay. Một số hình ảnh hoa văn họa tiết ở trên hình vẽ chúng ta có thể thấy như là các bức tranh trang trí, các gạch nền đá hoa, rồi các nét họa tiết hoa văn ở trên tranh vẽ, vân vân. Người ta sắp xếp kiểu gì rất là khéo nhá. Hình ảnh các cái chú hề đang giơ tay múa. Các chú đang giơ tay múa. Thế mà chúng ta nhìn trái, nhìn phải, nhìn trên, nhìn dưới. Người ta sắp xếp bố cục kiểu gì rất là hợp lý mà chỗ nào cũng sẽ thấy một cái chú hề. Một chú thì áo vàng, một chú thì áo xanh, chú thì áo đỏ. Chúng ta nhìn kỹ xem có tất cả là mấy loại chú ở đây. Em mắt chóng mặt quá nhỉ. Nhìn trông rất là chóng mặt nhỉ. Nghệ thuật sắp xếp thế nào khéo nhỉ. Đấy, trên mạng thì thấy có rất nhiều các bức tranh mà người ta nhìn theo kiểu này thì nó lại ra một cái hình này, mà nhìn theo kiểu kia nó lại ra một cái hình kia. Rồi câu hỏi, có tất cả mấy chú hề ở đây? Đố các em nhìn thấy. Cái này hay đấy. Có nhìn được không? Có nhìn được thấy mấy chú hề ở đây không? Đó, thấy chưa?
Hay nhỉ, cái hình vẽ này công nhận là hay thật. Tiếp tục nhá. Như vậy rõ ràng từ cái chú hề này rồi thành một cái chú hề khác, hình như người ta cũng đã thực hiện một cái phép quay nào đó. Đó, phép quay nào đó, lần lượt đấy, nó cứ quay lần lượt để tạo ra lẫn nhau đấy. Hay thật. Các bánh răng của một số cái hệ thống chuyển động. Khi bánh răng này chuyển động theo chiều mũi tên này thì hỏi bánh răng kia chuyển động theo chiều nào? Cái này chuyển động chiều này thì bánh răng kia, cái này mà nó đã đẩy sang đây nhỉ. Thì cái kia nó đã chuyển động ngược trở lại. Nó là sự truyền chuyển động cho nhau. Rất là hay, đây chuyển động theo bánh răng. Hay đấy. Hay không? Đó, đây cũng là một hình ảnh về phép quay. Hình ảnh lá cờ. Nếu từ điểm M trên đỉnh lá cờ này, tôi chọn đây làm tâm, các em quay sang đây một góc. Một góc này là một góc vuông. Thì lá cờ từ thẳng dọc nó sẽ nằm ngang. Quay đây chính là quay 90 độ, tại vì quay theo chiều ngược kim đồng hồ là sang bên này, đúng rồi, đấy là chiều dương. Quay lên ấy, nếu tính từ đây sang đây thì điểm này nó vào đây. Rồi. Đây cũng là một hình ảnh khi người ta quay lá cờ, đúng không? Tổng kết lại thì thầy trò chúng ta có cho mặt phẳng, người ta lấy một điểm O nào đó cố định làm tâm và cho một góc lượng giác alpha không đổi. Một phép biến hình nào đó biến O thành O phẩy. Một phép biến hình biến điểm O thành chính nó. Chú ý là qua các phép quay này nhé, thì tâm nó sẽ thành chính nó rồi. Còn các điểm khác không trùng với tâm thì nó mới thành M phẩy nhé. Còn chính cái điểm O này thì nó trở thành phép đồng nhất là chính nó rồi. M nó sẽ thành M phẩy. Sau cho bán kính quay là OM và OM phẩy bằng nhau. Và chúng quét ra một cái góc, góc giữa hai vector OM và OM phẩy, nó sẽ đúng bằng alpha. Có hiểu không nhỉ? Đó. Chỗ này chính xác thì phải là vector nhé. OM và OM phẩy bằng alpha. Gọi là phép quay tâm O với góc quay alpha. Các em nhé. Định nghĩa người ta viết có thể thế thôi, nhưng mà em nhìn vào hình vẽ của thầy em sẽ thấy rất dễ hiểu. Hình vẽ dễ hiểu nhất. Ký hiệu tịnh tiến là T, đối xứng trục, đối xứng tâm thì là D. Người ta lấy chữ cái đầu luôn, phép quay người ta gọi là Q luôn. Được chưa? Phép quay Q tâm O góc quay alpha, người ta ghi thế này. Chúng ta đọc như vậy nhé. Chiều dương của phép quay chúng ta đều biết là quay lên, nó ngược kim đồng hồ. Còn quay thuận kim đồng hồ thực ra chính là chiều âm. Nếu alpha là góc dương thì trừ alpha là góc âm. Chúng ta phải đọc đúng chuẩn góc nhé. Tại vì qua mỗi một cái góc quay khác nhau thì cái ảnh của nó cũng sẽ tạo ra khác nhau đấy. Ví dụ em quay 90 độ và em quay trừ 90 độ ấy, nó sẽ ra các ảnh khác rất là khác nhau. Chứ không phải nó ra cùng một ảnh đâu. Chỗ này lưu ý. Được chưa nhỉ? Trên bảng thể hiện khi mà người ta thể hiện, em nhìn cách minh họa nhé. Chọn ô làm tâm. Chúng ta quay một đoạn thẳng AB. Chả qua là chúng ta đi quay từng điểm một mà thôi. Điểm A khi quay một góc alpha nào đó thì nó sẽ ra vị trí là điểm A phẩy. Đó. Chỗ này sao giống nó quay 90 độ thế nhỉ? Không, giống nó quay 120 độ đúng hơn. Không quan trọng lắm. Đây, nó quay ra điểm A phẩy. Còn điểm B thực ra nó quay giống 90 độ thế nhỉ? Đúng rồi, nó giống 90 độ mà, cứ cho là 90 độ đi. Nó quay theo chiều này thì là chiều xuống rồi, chiều này giống âm 90 độ rồi. Thì B nó sẽ trở thành B gì? B phẩy. Thế em thấy ngay, nếu nó quay 90 độ thực sự thì tí nữa cái hai điểm mới nối lại nó thành đường thẳng, thành đoạn thẳng A phẩy B phẩy. Thì qua phép quay thì các cái độ dài đoạn thẳng cũng như là độ lớn của các hình là được bảo toàn, giữ nguyên. Nhưng mà cái vị trí tương đối thì đường thẳng mới của em không phải là song song hoặc trùng đâu nhá, nó chưa chắc đâu. Em quay 90 độ thì đường thẳng mới của em nó sẽ vuông góc của đường thẳng lại cho. Như vậy chỉ có trong cái trường hợp đó là phép tịnh tiến thôi thì đường thẳng mới nó sẽ song song hoặc trùng. Còn cái qua phép quay ấy, thì nó song song hoặc trùng hay nó vuông góc thì còn tùy, còn chưa biết được. Đó, tùy thuộc vào nó còn quay bao nhiêu độ biết đâu được. Thế nên em phải chú ý lý thuyết. Đấy là tính chất của đường thẳng. Còn độ dài đoạn thẳng thì không đổi rồi. Ngoài độ dài đoạn thẳng không đổi thì tam giác thì cũng sẽ giữ nguyên tam giác bằng nó. Đường tròn thì vẫn giữ nguyên bán gì, bán kính. Các tính chất không thay đổi giống cái kiểu tịnh tiến thôi. Đó, đây là chiều quay dương các em biết rồi này. Đây chiều quay âm, đây quay xuống này.
cứ lên thì là dương, âm thì là xuống, cái này ai cũng biết ấy. Chẳng nhẽ lên thì còn âm được. Theo chiều bánh răng thì lúc nãy thầy có nói là cái này chuyển động theo chiều này thì cái này nó sẽ chuyển động theo chiều ngược trở lại, rất là hay. Đúng không? Đó, đây cũng là một cái hình ảnh rất là thực tế đấy. Nếu em quay một số góc là rất là đặc biệt, nếu như mà em quay một góc bi cộng với K2bi, trong đó bi nếu đổi ra theo cái này radian, nếu đổi ra thì là 180 độ. Nếu quay một góc bẹt tới 180 độ thì m nó sẽ thành m phẩy, nó trở thành đối xứng tâm. Đây, m nếu em quay 180 độ thành m phẩy sang này, đó chính là một phép đối xứng tâm. Cộng K2bi thì chả qua là cộng thêm nhiều lần vòng các chu kỳ, cái này học lượng giác rồi. Đây là chu kỳ của nó thôi. Nếu phép que tâm ô mà em que với một góc nào đó là không cộng K2π, hay chính là em que K nguyên các vòng, mỗi một vòng là 2π. Em que K vòng thì điểm này nó lại quay về vị trí cũ. Thí dụ em que đúng một vòng thì M về chỗ cũ. Cái phép biến hình mà biến M thành chính nó về chỗ cũ gọi là phép đồng nhất, ta biết rồi đấy. Đây là hai cái góc que đặc biệt. 12 giờ, được chưa? 12 giờ, cho nhìn thấy không? Xe đạp loanh quanh xuống phố, 12 giờ. Trong trường hợp này, nó là một phép đồng nhất đấy. Khi điểm M nằm ở vị trí 12 giờ, em quay đúng một vòng giống kim đồng hồ, em quay bên chiều nào cũng được. Tức là em quay một góc 2π, thì nó sẽ quay về vị trí cũ. Lúc này, kim giờ và kim phút, cứ cho lúc này là nó trùng nhau luôn. Đấy, 12 giờ, rất là hay. Thế còn đây là mấy giờ nhỉ? À, từ kim kim phút sang kim giờ trong chập này, nếu nó quay chiều này thì đây là 3 giờ đúng không? 3 giờ. Thì chúng nếu mà quay một phát từ đây sang đây thì chúng sẽ tạo ra một cái góc góc âm 90 độ, tức là trừ bi chia 2. Nếu em giả định là quay từ đây sang đây. Ví dụ như thế. Ok. Và với sự giả định là hai kim này nó dài bằng nhau thì được. Hiểu không? Hỏi các bạn xem bây giờ là 12 giờ. Thông thường thì các em thích khung giờ nào? Các em thích 10... Các bạn thầy hỏi tí, không phải là các bạn thích 12 giờ hay là các bạn thích 6 rưỡi tối, được chưa? Mọi người thích đi học về vào lúc 12 giờ hay là về vào lúc 18:30 tối, được chưa? Nào bây giờ thích khung giờ nào? Thích 12 giờ hay là thích 6 rưỡi tối, được chưa? Được chưa? Nào tiếp tục nhá. Một hình ảnh nữa. Học nó có rất nhiều hình ảnh trực quan để cho nó dễ hiểu, không để như vịt nghe sấm không hiểu. À, đây là vô lăng. Vô lăng của cái ô tô. Từ vị trí của điểm A đến điểm này là điểm B, hỏi nó que một góc bao nhiêu. Thì vô lăng này chúng ta chia ra ba cái này 120 độ đúng không? Nếu que từ A đến B thì là âm 120 độ, còn nếu mà que từ B đến A thì bản chất là que 120 độ. À, rất là hay. Nếu nó que tiếp 240 độ thì tí nữa nó sẽ ra điểm này. À đấy. Nếu mà bạn tính được các chiều khác nhau nhé, đó thì nó ra điểm này. Rất là hay đúng không? Rất là hay. Đây 120 độ các em nhé. Được không nhỉ? Đó. Đây là hình ảnh về chiếc vô lăng. Tính chất phép quay cũng như phép tịnh tiến vậy, được coi là một phép rời hình. Tính chất chính của nó là bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kỳ. Phép quay biến đường thẳng thành một đường thẳng, nhưng mà không biết là song song hoặc trùng hay là vuông góc trước đâu nhá. Nhớ đấy. Đoạn thẳng bằng nó, tam giác bằng nó, đường tròn có cùng bán kính. Cái này chúng ta học kỹ rồi. Hình vẽ một lần nữa khẳng định lại cho em thấy điều này. Đoạn thẳng bằng nó, tam giác bằng nó, đường tròn có bán kính không đổi. Chúng ta chỉ cần biến đổi các điểm này thôi là sao. Ok. Nhìn tận là thấy rồi ấy. Vẽ thì thực ra không khó. Nữa chúng ta chỉ cần học tính toán làm sao cho nó cẩn thận thôi. Nhìn hình vẽ thì thấy rồi, không khó. Đúng không? Hình vẽ thì các em cũng nên tập vẽ đi. Chúng ta chỉ cần nối từ tâm que từ điểm này đến điểm kia thôi, dễ rồi mà. Giống như là vẽ compa ấy mà. Giả sử có một phép que tâm y nào đó góc que alpha biến d thành d phẩy. Trong trường hợp nếu phép que thực hiện một góc là góc nhọn
hoặc là dưới 90 độ đi, thì góc giữa hai đường thẳng tí nữa nó tạo ra, cũng sẽ tạo ra một góc alpha. Nhưng nếu như thực hiện một phép que góc tù nào đó, đấy, thầy ví dụ như thế, thì góc giữa hai đường thẳng được quy ước vẫn là góc nhọn thôi nhé. Người ta sẽ lấy 180 độ, người ta trừ alpha. Nhớ chưa? Đấy là khi chúng ta muốn tính góc giữa hai đường thẳng. Vì họ quy ước là góc giữa hai đường thẳng, theo lý thuyết là luôn luôn được tính là nhọn, cùng lắm là vuông góc. Không được lấy góc tù các em nhé. Nhớ chưa? Không được lấy góc tù. Đấy, minh họa hình vẽ. Đây là D, D, D phẩy. Nếu thực hiện phép quay tâm O góc quay alpha thì tí nữa, nếu góc alpha này trong trường hợp là nhọn nhé, thì tí nữa góc giữa đường thẳng tạo ra nó cũng nhọn thôi. Ok. Về mặt biểu thức tọa độ thì thầy bổ sung cho các em cái này. Cái này trong sách không có, nhưng mà mình sẽ coi như là mình sẽ thừa nhận luôn để tính toán cho nó dễ nhỉ. Được không? Mọi người đã biết biểu thức tọa độ chưa? Cái này có khi là các em nên viết vào vở. Vì cái này theo thầy là sách giáo khoa nhiều khi cũng nhiều cái nó cũng giấu hết, không có cái gì cả. Thế mà vẫn làm được bài mới hay. Giỏi thật. Được chưa? Chúng ta xét một cái phép que tâm Y nào đó. Tâm nó chia hai loại. Nếu mà người ta rơi vào tâm O càng đặc biệt thì tính toán nó càng dễ. Còn nếu cho một cái tâm khác O thì tính toán bao giờ nó khó hơn. Nhưng mà khi đi thi với kiểm tra người ta thường cho những trường hợp đặc biệt. Đó là tâm O. Và góc quay đặc biệt thông thường người ta hay cho 90 độ làm bài cho nó dễ. Chứ bây giờ cho các cái tâm khác với cả góc quay khác khó làm bài lắm. Nhất là làm trắc nghiệm dườm già đo hết cả đầu. Thế chúng ta có thể ghi trường hợp thứ nhất. Nếu mà cái tâm quay này của em trùng với tâm ô, thì cái tọa độ ảnh được tính theo công thức giải nhanh sau. Đó là x cos alpha trừ y sin alpha và x sin alpha cộng y cos alpha. Các em cố gắng mà làm nhiều thì nó thuộc, cẩn thận không là lộn đấy, cái chỗ này dễ nhầm lắm. X cos trừ y sin, x sin cộng y cos, x viết thẳng x, y viết thẳng y. Nếu trước cos sau sin thì đằng sau sẽ là trước sin sau cos. Nhớ chưa? Cái này nhớ một cái là làm được thôi. Đặc biệt trong trường hợp nếu góc que của em là 90 độ thì cos 90 bằng 0, sin 90 bằng 1 sẽ giúp cho các em có tọa độ xy chuyển thành trừ yx. Trong trường hợp thứ hai, âm 90 độ thì cos của âm 90 cũng vẫn bằng 0 thôi, nhưng sin của âm 90 thì lại bằng trừ 1. Lúc này xy ban đầu lại trở thành y trừ x. Các em tự tính toán thay số và em sẽ thấy điều này. Các em nên nhớ luôn cái này vì khi đi thi kiểm tra người ta hay cho. Thì đỡ cần phải viết lại biểu thức tính toán. Ta chỉ nên viết cái này trong trường hợp góc quay khác 90 độ thôi. Thì cho chứng minh rồi mà, em cứ thừa nhận đi. Mặc dù sách giáo khoa có thể không có, nhưng mà đôi khi có nhiều cái, nói chung là em phải tự viết trước đấy. Không là ra lớp mặc định là coi như ai cũng biết và coi như ai cũng giỏi rồi là tự nhiên lên bảng làm được bài hết đấy. Có nhiều khi mình bất ngờ lắm, mình thấy lạ nhỉ, không biết là nó học ở đâu mà sao nó lại biết trước hết rồi. Thế này không có thầy dạy trước, thế này em không biết trước đi, không ra lớp nguy hiểm phết đấy. Nhớ chưa? Đó. Có hiểu không? Chỗ này nghe cho thật kỹ vào. Thầy nhắc lại nhé. Có hai phép quay chính, đó là góc quay 90 và âm 90 với tâm O. Trong trường hợp 90 thì là trừ yx, còn trường hợp thứ hai thì là y trừ x. Ta cẩn thận không là lộn. Lộn là nhầm đấy, được chưa? Xong. Cái này nghe cho kỹ vào nhé. Tiếp tục, có một số cái trường hợp đặc biệt khác nữa. Nếu như mà người ta lại, thầy bổ sung cho em một cái công thức giải nhanh khác, đó là công thức mở rộng trong trường hợp nếu như mà người ta cho mình một cái tâm y, đó là tâm khác. Nếu cái này thực ra ít hỏi thi hơn, nhưng mà thầy mở rộng để bạn nào nhớ được thì nhớ chép vào. Nếu mà tâm y bất kỳ AB thì lúc này chúng ta có công thức sau. Công thức thực ra vẫn thế,
vẫn là x cos trừ y sin, x sin cộng y cos thôi. Nhưng mà các cái chỗ x y này em thay hộ thầy x trừ a, y trừ b vào là được nhé. Thế thôi, rất đơn giản. Em thay hộ thầy x trừ a, y trừ b. Đằng sau này các em cộng a hộ thầy, đằng sau này em cộng b vào là xong. Thì đây là một công thức giải nhanh nữa. Nói chung các em cũng nên về nhà tự chứng minh càng tốt. Còn nếu không ấy, thì cách thứ hai các bạn có thể vẽ hình ra nhé. Vẽ hình ra cũng là một cách làm rất là nhanh. Các bạn vẽ cho thầy cái tâm y ra, sau đó bạn vẽ theo kiểu vẽ tự tọa độ từng điểm ấy. Sau đó bạn sẽ, nhưng mà vẽ chúng ta cũng chỉ làm được trong cái trường hợp mà 90 độ thì người ta sẽ vẽ rất là nhanh. Còn trong những cái trường hợp khác thì tính toán vẽ nó cũng không phải lúc nào cũng làm được đâu. Thế nên là trong trường hợp này, một là em dùng công thức của thầy, hai là em vẽ nó ra, em quay đi một cái em tự tính được nhé. Cái này rõ chưa? Đó, vẽ vào nó cũng sẽ làm được bài thôi. Tiếp tục. Về phần phân dạng bài tập thì có một hai cái bài tập về phần vẽ hình thầy nói qua cho nó nhanh nhé. Còn chủ yếu là làm bài tập tính toán thôi. Hình vẽ thì không khó. Thầy lấy ví dụ như là vẽ ảnh của điểm và hình thông qua phép quay. Với ví dụ tiêu biểu số 1. Thầy vẽ một hình vuông tâm O, tìm ảnh của điểm C, qua phép quay chọn A làm tâm, góc quay 90. Được chưa? Các em tưởng tượng hình vẽ trong đầu hoặc là vẽ hẳn ra cũng được. Nó cũng khá là nhanh. Mình vẽ chưa nhỉ? Rồi. A, B, C, D. Đây hình vuông. Nếu em chọn A làm tâm thì em biến cho thầy điểm C thành điểm nào? Điểm C ở đây. Em nối C vào. Thì tí nữa quay 90 độ nó sẽ phải quay lên 90. Quay lên 90 tí nữa nó sẽ ra một cái điểm nào nhỉ? Nó ra điểm này. Đây nó ra điểm này, nó sẽ vẽ ra cái điểm này. C phẩy. Hay là D cũng được, em tùy em gọi ảnh nào cũng được. Hiểu chưa? Trong đó D chính là điểm đối xứng với điểm C qua điểm B mà thôi. Để gọi E đi, mình quên mình gọi E, không phải là D. Nhìn trong. Gọi E đối xứng với C qua B. Thì C biến thành E. Là chính xác rồi. Thế là xong câu này nhá. Thế bây giờ người ta yêu cầu tìm ảnh của đường thẳng BC. Đường thẳng BC là đường thẳng này. Đường thẳng BC. Qua phép quay tâm O. O trong trường hợp này đóng vai trò là tâm của hình vuông. Qua phép quay tâm O 90 độ thì chúng ta nối OB và OC lại. Hai chỗ này đường chéo nó vuông góc. Thế bây giờ bạn quay 90 độ đi thì tí nữa B của bạn nó thành điểm gì nhỉ? À, B của bạn nó thành điểm A. Bạn quay sang đây mà, quay 90 độ, quay lên. Và điểm C của bạn thì khi quay 90 độ, à nó lại về điểm B. Như vậy nó trở thành đường thẳng AB rồi, đúng không? Các bạn xem có đúng không? Ừ, đúng không? Quá đúng rồi. Quay 90 độ đúng là ra thế thật. Vậy tôi ghi. Trong trường hợp này thì nó sẽ trở thành đường thẳng AB. Thì là xong. Đây là một câu lý thuyết. Thực ra thì vẽ thì nó dễ thôi. Nó không có khó khăn gì lắm. Vẽ thì người ta toàn phải cho cái góc đặc biệt. Chứ lại cho góc không đặc biệt thì tính toán còn sơi mới làm được. Vẽ nó phải đặc biệt thì mới làm được. Với một tam giác đều tâm O, hỏi ảnh của tam giác ABC qua phép quay tâm O góc 120 độ thì chúng ta có cái ảnh là cái gì? Giả sử đây là tam giác ABC. Muốn vẽ được cái tâm O của các em là các em vẽ, thực ra tam giác đều thì em vẽ trung tuyến hay là trung đường cao đều được. Tâm O của em nó nằm ở đây. Thì chúng ta gọi M, N, P lần lượt là trung điểm các cạnh. Thì giao chỗ này là O. Như vậy là chúng ta đã có tâm O. Bây giờ ta tìm ảnh của tam giác này thì chúng ta sẽ phải quay 3 điểm ABC, một góc 120 độ. Quay theo chiều dương, như vậy chúng ta sẽ phải quay lên, chứ không phải là quay xuống, các em cẩn thận. Thế qua 120 độ, chúng ta nối, thì chúng ta đều biết theo tính chất thì OA, OB, OC là bằng nhau. Như vậy bán kính quay chắc chắn đã được thỏa mãn rồi. Bây giờ điểm A nó quay vào đây, 120 độ thì nó chạy vào đây một cái thì nó rơi vào điểm B luôn. Đó, tại vì đúng cái chỗ này 120 thật, em phải để ý nhé. Thế thì tương tự như thế, B sẽ hóa thành C và chúng C nó hóa thành A. À thì hóa ra tam giác này
ABC nó vẫn trở thành tam giác BCA, đúng không? Tức là nó vẫn trở coi như thành chính nó, có điều là nó que cái đỉnh đi thôi. Que cái đỉnh đi thôi. Chúng ta nhận ra điều này nghe. Như vậy, trong trường hợp này chúng ta ghi ảnh của chúng ta thu được vẫn là tam giác ấy. Đó là vẫn là tam giác ABC. Giải thích một chút thì là do các bán kính que nó đều rồi, ba tam giác để bằng nhau, có các góc bằng 120. Đây cũng chỉ là một cái bài để minh họa tiêu biểu cho phần phép que thôi. Các em hoàn toàn nó có thể hiểu được. Với biểu thức tọa độ, các em có thể suy nghĩ làm bài tập số 1 đầu tiên. Thực ra những bài này, chúng ta ra lớp ý, thì thầy cũng không biết là các em có được thừa nhận luôn cái công thức giải nhanh mà thầy đưa ra không. Nếu làm trắc nghiệm thì thầy cho phép các em áp dụng luôn. Nhưng nếu như mà bài ý mà nó rơi vào mà trình bày mà tự luận các thứ nhé, thì nó không phải là dễ đâu. Vì để làm được ra tọa độ các điểm ý là rất khó. Thì chúng ta sẽ phải làm rất là cẩn thận thì mới có thể làm được cái câu này. Thí dụ bài này họ viết rất là tổng quát, họ chỉ nói là điểm M đã cho là 3,1 que tâm O góc que alpha. Đó, bây giờ chúng ta sẽ phải nhìn lại về cái cách tại sao người ta lại có được công thức giải nhanh. Chúng ta sẽ làm như sau. Giả sử đây là một câu, nếu mà bạn nào thích học hỏi tìm tòi bản chất vấn đề thì đây sẽ là một câu khó. Còn nếu mà dùng công thức giải nhanh thì đây là một câu dễ. Lắp vào công thức là xong thôi, gì khó đâu. Giả sử điểm M ban đây là điểm, đây là tâm O. Đây là điểm M ban đầu. Giả sử ban đầu thì góc cái vector OM nó tạo với trục OX. Nó sẽ nằm ở một vị trí nào đó mà nó tạo với trục OX. Một góc là phi nào đó. Giả sử góc lượng giác ban đầu là nó tạo ra một cái góc là phi. Khi mà các em thực hiện phép quay tâm O góc quay alpha, giả sử các em quay đến một cái vị trí alpha. Đây. Quay theo chiều dương nhé, thầy giả sử là chiều dương. Thì cái điểm M em có công nhận là nó thành M phẩy chỗ này không? À, đây là alpha. Từ đó ta mới nhận ra một điều, cái này nó hơi vật lý đấy nhá, nó rất giống vật lý luôn. Về sau lên lớp 12 em sẽ học cái này nhiều. Các cái giản đồ vector quay về sau em có hỏi các bạn lên lớp vật lý lớp 11, 12 sẽ gặp cái này nhiều lắm, sợ lắm. Lên trên ý tha hồ mà dính quay với lượng giác với vân vân, sợ lắm. Thì lúc này phải để ý này, cái vector OM phẩy lúc này nó nghiêng một góc là alpha cộng phi so với trục OX ban đầu. Là alpha cộng phi, các bạn nhìn thấy chưa? Mặt khác ta lại nhận thấy là OM và OM phẩy đều bằng bán kính quay nên không đổi. Và có độ dài bằng căn bậc 2 của 3 bình cộng 1 bình. Tại vì khi tính độ dài OM thì bản chất chỉ là 3 bình cộng 1 bình thôi, căn 10. Cái này thì có độ dài không đổi bằng căn 10. Như vậy, điểm M ban đầu của em sẽ thiết lập được tọa độ theo cái này như sau. Em sẽ thiết lập được tọa độ như thế này. Điểm M mà muốn tính cái đây là cái hoành độ, đây là x nhá, đây là cái hoành độ. Còn đây là cái tung độ. Em có công nhận không? Em mà muốn tính cái hoành độ này thì chúng ta sẽ phải sử dụng đây là cạnh góc vuông đúng không? Cạnh góc vuông sẽ bằng cạnh huyền nhân sin góc đối hoặc là nhân cốt góc kề. Như vậy các em dễ dàng tính toán được cái độ dài hoành độ của nó trong trường này là bằng căn 10 nhân cốt phi. Vì cạnh này là cạnh kề. Như vậy chúng ta phải dùng cốt. Căn 10 là độ dài OM này nhân cốt phi. Hiểu chưa? Theo tính chất tam giác vuông ấy mà, dễ. Còn cái độ dài tung độ này thì sẽ bằng căn 10 nhân sin phi. À, rồi, đây là chúng ta đang tọa độ hóa các cái điểm này, đang biểu diễn các cái hoành độ tung độ của nó theo góc phi. Đó. Bây giờ mặt thớt các em lại biểu diễn tương tự cho thầy điểm M phẩy. Thì điểm M phẩy các em chỉ cần the cái góc phi thành cái góc alpha cộng phi thì chúng ta sẽ có căn 10 cốt alpha cộng phi, căn 10 sin alpha cộng phi. Cái này hiểu chưa đã nè? À, cái chỗ này hơi khó đấy, nếu chứng minh. Rồi, mà theo điều kiện thì các em công nhận một điều là ban đầu điểm này có tọa độ là 3,1. Như vậy chúng ta
đồng nhất cho cái này bằng 3, cho cái này bằng 1. Và điểm M phẩy của các em ban đầu là như thế này đúng không? Căn 10 cốt cái này. Đó. Thế bây giờ em sẽ sử dụng công thức lượng giác. Cho nên bắt đầu dính đến lượng giác, bắt đầu sợ. Dính đến lượng giác thì bắt đầu sợ này. Em có nhớ công thức cộng cung không? Cốt là cốt cốt sin sin, cốt là cốt cốt sin sin, sin là sin cốt, cốt sin rõ ràng, cốt thì trái dấu nhắc chàng, sin thì cùng dấu, sin nàng nhớ cho. Đó, đây là công thức cộng cung. Em phân tích tung tóe cái này ra thì em sẽ thay được căn 10 cốt phi. Căn 10 cốt phi em sẽ thay bằng 3. Căn 10 sin phi em thay bằng 1. Và rút gọn đi, các em sẽ chỉ còn 3 cốt phi. À, 3 cốt alpha, xin lỗi, 3 cốt alpha. Nó còn cái cốt alpha này chưa dùng mà. 3 cốt A trừ sin A. Ở dưới là cốt A cộng 3 sin A. Đây là chứng minh theo giản đồ vector quay. Chứng minh theo góc lượng giác. Chứng minh theo lượng giác, eo khó chưa? Cái có phải ai chứng minh được đâu, không phải dễ đâu. Thường là các em sẽ học thuộc luôn, nhưng mà theo thầy cũng nên chứng minh một chút thì mới biết được. Chính vì thế em mới thấy là có cái công thức đó là x cốt trừ y sin này, x cốt trừ y sin này, x sin cộng y cốt luôn ấy. À đấy cũng được đấy. Nhưng mà nguồn gốc sâu xa bản chất thầy không thấy ai chứng minh với cái này đâu. Đó, thế nên là thầy hướng dẫn mẫu một lần chứng minh cho các em. Đấy, thì đây là cách làm tự luận. Rõ ràng, nếu ai học tốt lượng giác thì mới hiểu được. Còn nếu không, thôi cứ dùng công thức vào nó ra cái này luôn. Đấy, thế là xong. Chứ cũng không khó. Chúng ta sẽ áp dụng các cái đó để làm nhanh thành các cái bài tập này. Thí dụ nhé, em để ý này. Người ta có thể nói em là quay cộng trừ 90 độ cũng được, hay là cộng trừ pi chia 2 thì nó tương đương đấy. Đây, một là dùng công thức giải nhanh, hai là dùng luôn cái cách lúc nãy thầy vừa giải. Thôi, câu này là theo thầy là thầy cho đáp án luôn cho nhanh, chứ bây giờ còn thực hiện lâu lắc nữa. Em tính toán thay số ra luôn cho nó nhanh. Lúc nãy lắp vào công thức giải nhanh nhá. Bây giờ nếu chúng ta quay tâm ô 90 độ thì m thành m phẩy, và nếu quay trừ 90 độ thì m thành m 2 phẩy. Ta đọc luôn cho nó nhanh. Cái này áp dụng luôn. À đây điểm A đúng không? Ôi ai mở được thế. XY thành trừ YX đúng không? Như vậy là trừ 3,1 cho nó nhanh hết tuồng. Còn trừ 90 độ ấy gì? Trừ 90 độ tức là em thay bằng cộng trừ pi chia 2 được như nhau cả. Y trừ X 3 trừ 1. Bạn nào thích ấy, có thể vẽ hình ra. Thích thì mình vẽ cho vui. Bạn này mình có thể vẽ hình ra. Rồi mình chốt kết quả. Bên này không cần phải làm tự luận. Theo công thức giải nhanh có thể làm luôn. Còn nếu mà làm tự luận thì có một số bạn, các em có thể sử dụng cái phương pháp lúc nãy thầy dạy, hoặc là có thể sử dụng tích vô hướng của hai vector OM và OM phẩy, tích lại sẽ bằng 0. Đều như nhau cả. Thì không cần phải làm tự luận cũng được, tại vì thừa nhận công thức rồi. Bài số 3, chẳng hạn tìm ảnh của đường thẳng D x cộng y trừ 2 qua phép quay tâm ô 90 độ nhé. Góc quay 90 độ. Thế bây giờ em có thể làm cũng rất nhiều cách. Cách thứ nhất là đường thẳng D phẩy của em do quay 90 độ nên nó sẽ phải ở vuông góc. Mà khi vuông góc thì chỗ này đang là xy, thì tí nữa D phẩy sẽ phải là trừ yx hoặc là y trừ x cũng được, tùy các em. Như vậy ban đầu là 1,1 thì lúc sau sẽ phải là trừ 1,1 hoặc là 1 trừ 1 đi, cũng được. Theo thầy em dùng 1 trừ 1 cho dễ làm nhé. 1 trừ 1, đây là cách đổi đường thẳng khi vuông góc. Nó khác với song song. Và nó cộng với một cái ông C nào đó ở đằng sau đi. Đó. Sau khi định hướng được đường thẳng D phẩy rồi, bây giờ em lấy cho thầy đại diện tiêu biểu một điểm nào đó trên này để em quay. Chúng ta chọn, nghĩ theo thầy thì em chọn cho thầy điểm 1,1 đi, thông minh nhất. Tại vì khi x bằng 1, y bằng 1 thì nó thỏa mãn mà. Như vậy, ta lấy cho thầy một điểm M1,1 thuộc trên đường thẳng này. Khi các em quay 90 độ thì 1,1 nó chuyển thành trừ 1,1. Và em bê thẳng cái điểm trừ 1,1 này em tống ở đây. Cách giải nó giống lúc nãy Tịnh Tiến thầy dạy thôi. Thì chúng ta sẽ có được kết quả là C của em bằng 2. Bởi vậy em sẽ kết luận được D phẩy là x trừ y cộng 2 bằng 0. Dễ thế thôi. Không khó nhé. Ừ, không khó đúng không?
Như vậy bài này thông thường đi thi người ta hay định hướng. Thực ra que cộng trừ 90 độ thì đường thẳng mới nó đều có dạng vuông góc. Đúng không? Đó, chỗ này bạn lấy một điểm làm mồi là xong. Thế thực ra theo thầy, một số bạn cứ bảo thầy ạ, bài tập khó thế mà sao thầy hướng dẫn các thứ nghe có vẻ dễ thế. Đấy, nếu mà biết các thứ giống như thầy làm gì nó có cái gì khó, đúng không? Thế thôi. Thế thì mình làm thêm bài 4 nữa, mai còn 10 điểm. Đường tròn đi cho vui. Đường tròn C có phương trình x trừ 1 tất bình cộng y bình bằng 4 là que âm 90 độ đấy, thế có làm được không? Thầy hướng dẫn luôn, tại vì thầy sợ có một số bạn chưa học đến đâu. Có một số bạn có thể là em chưa học đến. Bây giờ chúng ta sẽ que cái tâm của đường tròn này đi. X trừ A tất cả bình cộng y trừ B tất cả bình bằng R bình. Thế thì tâm trong trường này có tọa độ là 1, 0 rồi. Bán kính bằng căn 4 bằng 2 đấy. Tâm 1, 0 bán kính 2. Bây giờ que cho thầy cái điểm y kia. Trừ 90 độ thành gì ấy nhỉ? Theo công thức giải nhanh lúc nãy thì cái gì ấy nhỉ? Y trừ x. À, như vậy là 0 trừ 1. Ừ. 0 trừ 1. Nhẩm bằng miệng nó ra. 0 trừ 1. Cố mà học nhẩm như thầy. Đấy, hiểu rồi, nhẩm rất nhanh. 0 trừ 1. Qua phép quay thì bán kính đường tròn không đổi. Bán kính vẫn 2 thôi. À, như vậy chúng ta viết được phương trình C phẩy chưa? X trừ 0 tất cả bình cộng y trừ trừ 1 tất cả bình. Như vậy có nghĩa là y cộng 1 bình rồi. Bằng 2 bình, đây bằng 4. Rất đơn giản, đi về thế thôi. Rất dễ. Nên là mọi thứ đã kết thúc từ đây. Thông thường người ta chỉ cho em các cái điểm này, đường thẳng, đường tròn ấy, chỉ cần làm được như thầy thế này thôi là 10 rồi, không cần phải học nhiều hơn đâu. Có thời gian thì làm thêm các thứ, còn nếu không em hiểu được như thế này thôi em 10 rồi, không cần hơn đâu. Thế là xong. Ngoài ra, thầy cho thêm một số bài tập về nhà. Nếu mà dân lớp mà có thêm các cái gì mà nó khó hơn thì có thể dùng công thức giải nhanh, hoặc là em nhớ tập vẽ hình ra nhé. Cái chỗ tập vẽ hình tự làm. Bạn có thể xác định được cái tâm O rồi điểm M rồi bạn quay lên, quay xuống. Bạn vẽ đúng cái tọa độ như thế, bạn sẽ đọc được. Nhưng quay ý nó chỉ làm được trong trường hợp tọa độ nó đẹp, hoặc là góc quay 90 nó đẹp thôi. Cái việc ý các em có thể tự phát ra để vẽ khi quay nhé. Thầy đã hướng dẫn các em vẽ từ đầu rồi. Đây này, về nhà các bài tập này về tự làm nhé. 4 bài tự làm. Xong, hết rồi. Thí dụ trong trường hợp đây, quay cộng trừ 90 độ này. Còn đây là phép quay tâm y nhé, tâm y 90 độ. Cái này em có thể vẽ ra, vẽ điểm y, vẽ điểm a ra, rồi em sẽ tự đọc được a phẩy thôi. Còn đây thầy bổ sung thêm ngoài trừ 90, thầy bổ sung thêm một tí cho vui góc 45. Dùng công thức giải nhanh thầy dạy nhé. Đây đường tròn đây. Đề phòng cả một trường hợp dễ, một trường hợp khó nhé. Ôi dồi, mình mà đã ra đề bài rồi thì thôi rồi Lượm ơi luôn. Mình mà đã ra, thầy mà đã ra thì rất là cẩn thận. Thế nên là em chỉ cần làm như thế này thôi, đủ 10, đủ cân, gánh tim cả lớp. Được chưa? Hy vọng là qua bài giảng này hướng dẫn của thầy rồi, em có thể cắp lại màn hình nhé, để về làm. Có bài giảng hướng dẫn này của thầy thì thầy tin là chắc chắn là chúng ta sẽ rất là hiểu bài. Không chỉ cả phần bài cũ và cả phần bài mới. Thầy chắc chắn với em một điều là nếu mà em kể cả em có dốt đến mấy, hoặc là em có sợ hình đến mấy chăng nữa, nhưng mà em chịu khó mà em lắng nghe một tí, rồi ghi chép một tí cẩn thận ấy. Thì cái này, đấy em thấy không? Tưởng chừng như nó rất là khó, nhưng mà nếu mà nghe một tí, tí nữa nghe lại một lần nữa, rồi thầy đảm bảo là nó hiểu ngay. Đấy, xong rồi chăm chỉ, chịu khó làm bài tập một tí thôi là giỏi. Chứ ngay từ đầu năm nhá, cẩn thận làm thế nào thì làm. Đừng có để cho mấy cái lượng rác rồi mấy cái hình này nó ụp vào mặt rồi mai kia lên bảng toàn một điểm về chỗ với không điểm về chỗ rồi thôi chắc là mệt lắm nhỉ. Yeah. Đúng không? Rồi. Thế là vui lắm đấy, được chưa? Các em thân mến. Rồi. Như vậy là bài học của thầy trò chúng ta ngày hôm nay là kết thúc thành công. Hẹn gặp các em trong những cái bài giảng tiếp theo. Thầy chúc cho các em đạt được những kết quả đầu năm thật là tốt. Được không nhỉ? Rồi. Hẹn gặp các em vào trong các cái buổi tối thứ tư tuần sau. Xin thân ái chào các em nhé.